mùi máu tanh phút chốc tràn ngập cả không gian, độ sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm căn bản đám ma thú thấp dai này không thể chống đỡ. Nhưng đám ma thú dường như không sợ chết, gầm rú lần nữa ủa tới. Hàn lập thấy cảnh này, khóe miệng co quắp một chút, không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. chương 2022, Thảo Nguyên Thú Triều Tiếp theo hắn không ngừng thúc giục kiếm quang quét về bốn phía, còn ánh mắt nhìn về phía sau cách đó không xa, ở bên kia, đám người lũng ra lão tổ bất ngờ cũng vừa đánh chết một đám ma thú khác. Trong đó, vụ y thiếu nữ búng 10 ngón tay, tùng đạo ngân mang như mưa rào bắn ra, khiến mảng lớn ma thú rơi từ không trung xuống. Phi phát nam tử lâm ra thì trong tay hiện ra một thanh hỏa hồng ngọc xích toàn thân trong suốt, từng đoàn liệt diễm từ đó bắn ra, biến nhũng ma thú gần đó thành cầu lửa. Lũng ra lão tổ và vị huy trưởng lão kia, một người thì hai tay biến ảo thành hai cự chảo màu vàng, huy động hóa thành vô số chảo ảnh gào thét trên hư không, người kia thì phất tay, từng đoàn lục khí tuôn ra. Ma thú chỉ cần tiến vào trong khoảng phạm vi cách hai người hơn trăm trượng, trong nháy mắt liền bị xé rách thành vô sổ mảnh nhỏ, thân hình cứng đờ lập tức dính độc chết ngay. Về phần linh tộc bên kia, trong tay lão nho tàng hình không biết từ khi nào xuất hiện một cổ đăng màu xanh, hơn 10 đoàn tử sắc đăng diễm từ trong bay ra, bao phủ mọi thứ trong phạm vi một mẫu. Nơi tử ảnh đi qua, vô số ma thú hóa thành từng luồng khói xanh tan biến. Về phần vị bạch thích thần bí bên linh tộc, trong hộ thể linh quang tay chân hắn không động chỉ chậm rãi bay về phía trước nhưng nơi bạch quang đi qua ma thú gần đó đều tư phân ngũ liệt phảng phất bị vô số lưỡi dao sắc bén chém lên người mà tên kim cổ trưởng lão cao gầy kia trước người xuất hiện một khí vơ giống như la bàn chỉ phát ra tiếng xé gió vù vù nhưng tất cả ma thú phóng tới gần đều giống như say rượu nghiêng ngả cuối cùng rơi xuống đất thanh niên chỉ thủy vẻ ma đờ đẫn thì không biết từ khi nào trên người xuất hiện một bộ ngân sắc chiến giáp bảo hộ toàn thân vào trong hóa thành một cơn lốc lao vào trong đàn thú. Nơi hắn đi qua, tàn chi ma thú bay tứ tung, bộ dáng hết sức điên cuồng. Hàn lập nhìn thấy tất cả, hơi nhíu mày một chút. Đám người bọn họ không biết là vận khí không tốt, hay là đến thảo nguyên ma giới này không đúng lúc. Bọn họ dọc theo na thảo nguyên này đi không quá mười mấy ngày, liền ngoài ý muốn đụng phải đàn thú chiều từ chỗ sâu trong thảo nguyên chạy ra. Đám người Hàn Lập biết rõ thú tiểu ở linh giới đáng sợ, hiển nhiên thầm kinh hoàng, lúc này tìm đường tránh khá đàn thú nhưng bọn hắn đã có chút xem thường sự lợi của thú tiểu này, mà thú từ trong thảo nguyên tuôn ra cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận, hơn nữa tất cả đều là ma thú yêu lang một màu duy nhất. Cấp bậc đám ma thú không cao, phần lớn đều là trúc cơ hoặc kết đan kỳ, lợi hại nhất thì dường như cũng không quá tu sĩ hỏa thần kỳ, nhưng số lượng lại vô kể, đủ khiến tu sĩ bình thường phải tùy ê vọng. Ngay cả đám người lũng ra lão tổ ngay từ đầu không tiếc pháp lực thi tiền đại chiêu, một hơi giết hơn trăm vạn ma thú, nhưng số lượng của chúng lại vô cùng vô tận, mạnh mẽ cuốn bọn họ vào trong. Từng đợt sóng ma thú bao vây quanh đám người Hàn Lập, vô lụ ân bị đánh chết bao nhiêu thì sổ lượng ma thú xung quanh vẫn không hề giảm bớt. Mặc dù đám người lũng ra lão tổ tự phu thần thông to lớn dưới tình hình này cũng chỉ có thể đoàn kết làm một, hợp lực chém giết tiến về phía trước. Nhưng đàn thú này dường như chú ý đến bọn họ, không ngừng phát động công kích gần giống như tự sát, không cho bọn họ chút thời gian dừng lại thở dốc. Bọn họ chém giết đám ma thú này đã hai ngày hai đêm, nhưng hiện tại hai mắt nhìn về phía xa vẫn là bóng đen mít mù. Không thấy dấu hiệu thoát phây. Kể từ đó, chẳng những hàn lập thầm hít một ngụm lương khí mà lũng ra lão tổ và đám người thiên thu thánh nữ cũng nhíu mày. Nhiều ma thú như vậy nếu so với thú tiểu bộc phát ở khu vực nhân tộc thì căn bản cách biệt một trời một vực. Chỉ sợ chỉ có thể so sánh với thú đàn thật lớn trong biển. Hàn lập đột nhiên phất tay, tiếng nổ lớn phát ra, và đạo kim sắc điện hồ thô to chợt lóe phóng tới trong đàn thú. Nhất thời kim quang chớp giật, lôi điện giao nhau, ba bốn trăm ma thú trong nháy mắt hóa thành than, bị giết sạch. Ngay cả đám ma thú không sợ chết, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng theo bản năng sợ hãi giống lên, động tác chỉ hoãn lại. Mà nhân cơ hội này, thân hình hàn lập thoáng cái liền trục tiếp biến mất không thấy. Sau một khắc, bên cạnh lúng ra lão tổ ba động, hàn lập chợt lóe hiện lên gần đó. Lũng huynh, cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách. Mặc dù pháp lực chúng ta thâm hậu, nhưng nhiều ma thú như thế này không thể giết hết. Hơn nữa đám ma thú hung hãn không sợ chết như thật sau lưng chắc có thú vương điều khiển, cho dù tổn thương có nhiều đến mức nào cũng sẽ vĩnh viễn dây dưa không bỏ qua cho chúng ta." Hàn Lập ngưng trọng nói với Lũng Gia lão tổ, Đạo Hữu nói không sai, lão phu cũng nghĩ tới điều. "Đó, nếu không đám ma thú này bị chúng ta giết nhiều như thế cũng nên biết khó mà thối lui. Chúng ta không nên tiếp tục rằng co với đám ma thú này." lỡ bị cao dai ma tộc đi ngang qua phát hiện thì có chút phiền phúc. Ta phải đem thú vương nó đánh chết, hoàn toàn xua tan đám ma thú này. Lũng ra lão tổ âm trầm vật đầu, tiếp theo giơ tay nhấn một cái về hư không phía xa. Ấm một tiếng, nhất thời một cự trưởng mơ hồ từ không trung hiện lên, nhanh chóng hạ xuống. Một cổ cự lực vô hình lấp tức hung hăng đè xuống. Mấy trăm ma thú gào thét, trong phút chốc bị đè thành thịt nát, lúc này lũng ra lão tổ mới khẽ nhúc nhích môi truyền âm thương lượng với đám người linh tộc sau khi ánh mắt chấp động, hắn liền quay lại nói với Hàn Lập. Hàn Đạo Hữu ta và Thiên Thu Đạo Hữu đã thông qua. Chuyến đi này chỉ có bốn người chúng ta có tu vi hậu kỳ, nghĩ rằng mỗi một người đều có thể trong khoảng khắc giết chết thú vương. Tiếp theo để đám người diệp tiên tử tiếp tục đóng ở nơi này thu hút sự chú ý của ma thú, mấy người chúng ta thì phân biệt chia ra bốn hướng tìm thú vương nọ giết chết. Thời gian quy định là ba canh giờ, vượt qua thời gian này, Hàn Huynh liền lập tức trở về, chúng ta sẽ nghĩ cách khác thoát ra khỏi thú triều. Bất quá lão phu nghĩ rằng thú vương kia không thể ở quá xa, nếu không sẽ khống chế không được tốt, căn bản không thể khiến đám ma thú tầm thường này hung hãn không sợ chết. Như thế cũng tốt, mới vừa rồi ta dùng thần niệm quét về phía đông, khí tức ma thú bên kia không tệ, thú vương có khả năng ẩn thân bên đó, hàn mỗ liền đi bên kia một chuyến. Lũng ra lão tổ hiển nhiên đồng ý, tiếp theo đặn dò huy trưởng lão hai câu, liền bước về phía tây, động tác có vẻ chậm nhưng thật ra lại rất nhanh. Về phần hai gã thánh linh hậu kỳ thiên thu thánh nữ và bạch thích thì phân biệt đi về hướng nam và bắc. Trong tiếng giống niên cuồng của vô số ma thú, trong nháy mắt ba người liền xen lẫn vào trong đàn thú không thấy bóng dáng. Đám người vũ y thiếu nữ tu vi hơi kém, bởi vậy mơ hồ tạo thành một vòng tròn đối kháng đám ma thú đang xông tới. Hàn lập thấy cảnh này khẽ hít một hơi, thân hình vừa động, nhất thời hóa thành một đạo thanh hồng bắn đi. Xuy suy tiếng kiếm khí vang lên, nơi thanh hồng đi qua, máu chảy thành sông, ma thú đều bị chém làm hai. Hàn lập tiến vào lần này đã hơn hai canh giờ. Dọc đường đi, 72 thanh tiểu kiếm bị hắn thúc giục như 72 con dao long, không ngừng bay múa xung quanh độn quang của hắn cũng mơ hồ lộ ra một chút kỳ hàn vô hình. Có vài ma thú, thanh quang còn chưa dính vào, thân hình đã bị chém làm hai. Có thể thấy được sau khi tu vi hàn lập tăng tiến, chẳng những pháp lực tăng lên mà ngay cả uy lục thanh trúc phong vân kiếm cũng tăng vọt. Nhưng trong lòng hàn lập lại mơ hồ có chút sốt ruột. Mặc dù dọc đường đi có gặp vài ma thú biến dị, nhưng thực lực bất quá chỉ có thể so với tu sĩ hóa thần hậu kỳ, không phải là thú vương chỉ huy nhiều ma thú như vậy. Mắt thấy ba canh giờ sắp hết, số lượng ma thú phía trước vẫn không giảm bớt, điều này khiến trong lòng hắn có chút do dự có nên trở về hội họp hay không. Mà ngay lúc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên thần sắc vừa động, ánh mắt có chút kinh ngạc đảo về phía đàn thú phía trước. Cơ hồ cùng lúc đó, xa xa phía trước đột nhiên truyền đến từng đợt thanh âm bạo liệt, tiếp theo nguyên bổn đám ma thú dữ tợn đã lao về phía hàn lập đột nhiên trong miệng phát ra tiếng hú dài tiếp theo không hẹn mà cùng thay đổi phương hướng bỏ chạy về phía ngược lại cảnh này khiến hàn lập đầu tiên là ngẩn ra nhưng hai mắt sau khi híp lại không chút do dự thúc dục độn quang thanh hồng phát ra tiếng gào thét trong nháy mắt thả ra thanh mang trói mắt phá không vào thẳng về phía đối diện những ma thú chặn đường phía trước đều bị kiếm quang màu xanh chém nát bét nhưng cho dù là thế những ma thú còn lại vẫn không quay đầu lại, điên cuồng lao về phía sau. Tâm niệm Hàn Lập vừa chuyển, thoáng biến đổi kiếm quang đang thúc sục phía trước, nhìn thì có vẻ thanh quang vẫn sáng chói, nhưng uy lực thì thu lại hơn một nửa, theo sát đám ma thú bắn về phía tiếng nổ ở xa. Lấy độn tốc hiện tại của hắn, cộng thêm không có ma thú ngăn cản, hiển nhiên trong khoảnh khắc liền một hơi độn ra hơn trăm dặm. Nhưng đúng lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên dừng độn quang lại, sắc mặt khẽ biến nhìn lướt qua phía trước chỉ thấy không chung cách hắn vài dặm, đột nhiên xuất hiện một đám ma thú lớn toàn thân bích lục, lạnh như băng chắn phía trước. Thân hình những ma thú này cao lớn hơn đồng loại rất nhiều, lấp lông trên người còn mơ hồ chấp động bích lục u quang, hơn nữa còn mơ hồ phả ra tinh khí mở nhạt, hiển nhiên vô cùng kịch độc. Đám ma thú đang hoảng hốt lui lại, vừa thấy đồng loại biến dị này, không chút do dự phân ra hai bên, chạy vòng ra phía sau. Hàn lập không để ý việc này, ánh mắt vẫn dõi theo đánh ma thú chạy trốn, nhưng thần nhìn về phía xa hơn. Chỉ thấy phía sau đám lục sắc ma thú này, bất ngờ có một nơi trống trải, nơi đó có mười mấy ma thú cao lớn màu bạc đang điên cuồng công kích hai đạo nhân ảnh. Bên cạnh ma thú màu bạc này có một ma thú đen thui đầu mọc hai quả sừng năm màu, trên người đầy những cục máu, nằm yên giữa không chung không nhúc nhích. Trên đỉnh đầu ma thú này, một đoạn chỉ màu bạc mỏng manh đang lơ lửng, mơ hồ xuyên qua một cây nhang xám đã bị đốt một nửa, tỏa ra một luồng khói xanh mà luồng khói xanh này tỏa ra bốn phía, tạo thành một vòng tròn mờ nhạt đến mức dường như không thể nhìn thấy. Ở phía xa, có một đám lục thú dẫn theo những ma thú bình thường tiến lại, bao vây khu vực này đến mức một giọt nước cũng không lọt qua. Vô luận là loại ma thú nào, trong miệng cũng phát ra tiếng gầm rú, nhưng không có con nào dán nhảy vào trong vòng tròn do khói xanh tạo thành, phản phát vô cùng kiêng kỵ luồng khói xanh này. Chương 2023 cứu nạn. Hàn Lập nhìn cảnh tượng quỷ dị phía trước, sâu trong mắt chợt lóe mâu quang, nhìn kỹ về phía hai đạo nhân ảnh đang bị mười mấy ngân sắc ma thú bao vây. Một gã đại hán ma tộc phảng phất như tháp sắt, cùng với một lão giả ma tộc hai má khác lam sắc ma văn. Cả hai đều có tu vi luyện hư hậu kỳ. Giờ phút này cả người đại hán ma tộc quay cuồng ma khí, hai tay huy động một cây cự côn màu đen, ẩn ước có tiếng sấm nổ mạnh. Cự côn vung lên, từng đạo hắc khí từ đó cuồn cuộn tuôn ra, đem hơn phân nửa ngân thú chắn bên ngoài. Mà lão giả ma tộc kia thì có đôi mắt xanh hình tam giác, lấy ra một cái bát tròn màu đen, từ đó không ngừng tuôn ra vô số hư ảnh quái điều to lớn. Những hư ảnh này vừa lao tới gần ngân thú, lập tức hóa thành từng đoàn hôi quang nổ tung, mạnh mẽ bước lui ngân thú về phía sau. bất quá, vô luận hắc khí do cửa côn biến thành hay hư ảnh quái điều tự bảo thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản ngân sắc ma thú, không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho chúng. những ma thú này cả người cứng không dưới pháp bảo bình thường, sau khi bị đánh lui vẫn không thèm để ý, lần nữa phóng lên cứ như thế chờ khi pháp lực trong cơ thể hai gã ma tộc này hao hết hiển nhiên cũng chính là lúc hai gã này phải chết thi thể ma thú đầu mọc quái sừng năm màu ở bên cạnh từ khi tức cường đại lưu lại thì xem ra hẳn là thú vương mà hắn đang tìm kiếm không ngờ đã bị giết chết chẳng lẽ là do hai gã ma tộc này làm sao hai kẻ này ngay cả khi pháp lực không tệ nhưng sao có thể làm được việc này hàn lập ngay cả khi tâm tư linh mẫn nhưng thấy cảnh này vẫn có chút nghi hoặc bất quá thú vương đã chết nhưng đám ma thú này vẫn không hoàn toàn tan rã đây là điều nằm ngoài dự đoán. Tâm niệm hàn lập chuyển động, không khỏi tự định giá suy nghĩ xem tiếp theo nên tìm thế nào. Những lục sắc ma thú phía trước giường như biết hàn lập không dễ trêu vào, chỉ che chắn phía đối diện, không giống như ma thú bình thường không sợ chết lao vào. Chúng và hàn lập trong lúc này tạm thời duy trì cục diện rằng co. Ngay khi hàn lập còn đang có chút do dự, đại hán ma tộc bị vây công ở phía xa, đột nhiên lớn tiếng nói với đồng bạn. Ô lão, không thể rằng có được nữa, khu thú hương gần hết tác dụng rồi, phải lập tức rời khỏi đây. Ta liều mạng tổn thất nguyên khí cuốn lấy đám súc sinh này, người mau làm pháp truyền tống chúng ta đi. Vừa dứt lời, đại hán ma tộc lập tức gầm lên giận dữ, khí tức phút chốc trở nên vô cùng cuồng bạo, mật độ côn ảnh trong tay so với lúc trước dày đặc gấp mấy lần, đánh về phía lão giả ma tộc, đem ngân thú bước ra phía ngoài. Được, thiết đạo hữu cẩn thận một chút, lão giả ma tộc nghe vậy, không suy nghĩ thêm, đáp ứng một tiếng, bàn tay vừa lật, viên bát biến mất không thấy, thay vào đó là vô số viên tinh thạch đen thui trong suốt, đột nhiên ném ra trước người, miệng nói lầm bầm. Một màn quỷ dị xuất hiện, tinh thạch quay tròn, phun ra vô số hắc sắc quang ti, đan sen vào nhau, hình thành một pháp trận màu đen rộng một trường. Âm một tiếng, pháp trận màu đen chậm rãi chuyển động trên không trung, bộ dáng đang được khởi động. Tốt rồi, mau đi thôi. Lão giả ma tộc vội gọi đại hán một tiếng, thân hình thoáng cái, không chút do dự phóng về phía pháp trận đại hán ma tộc bên kia thấy cảnh này đột nhiên cầm cửa côn đánh mạnh vài cái mạnh mẽ bước lui vài con ngân thú gần đó tiếp theo hóa thành một cổ khí đen phóng về phía pháp trận hiển nhiên hai người muốn mượn lực pháp trận để chạy trốn từ trong đàn thú nhưng mắt thấy hai gã ma tộc gần đạt được kế hoạch thì dị biến nổi lên trên bầu trời pháp trận ba động một con ngân thú quỷ dị hiện lên há miệng phun ra một đạo ngân sắc quang trụ chợt lóe liền đánh vào giữa pháp trận một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra Pháp trận màu đen không ngừng co giãn quang mang, tiếp theo nổ tung, ba động cuồng bạo quét ra bốn phương tám hướng. Cảnh này khiến hai gã ma tộc đang lao tới nhất thời trong lòng mắt lạnh, thân hình dừng lại, đứng tại chỗ như tượng băng. Nhưng đám ngân thú thì không vì vậy mà trì hoãn, ngược lại lần nữa lao lên, vây hai người vào giữa. Cơ hồ cùng lúc đó, vòng tròn mờ ảo do khói xanh biến thành cũng vang lên một tiếng nhỏ, chợt lóe liền biến mất. Đám ma thú đang đứng bên ngoài, nhất thời cùng giống lên một tiếng như thủy triều tuôn về phía hai gã ma tộc. Trong phút chốc, hai gã ma tộc kinh sợ hét lên từ trong đàn thú, tiếng nổ và tiếng giống đồng thời vang lên. Hiển nhiên hai gã ma tộc nọ gần như lâm vào tuyệt cảnh, không tiếc pháp lực và nguyên khí giữ mạng. Hàn lập từ xa nhìn thấy tất cả cảnh này, ánh mắt sau khi có chút chấp động đột nhiên tay bắt quyết, ngoài thân sau khi chấp động kim quang, trên người sinh ra một lớp vải đen, đồng thời một cỗ ma khí cường đại từ trên người phát ra, hóa thành một cổ linh áp cực kỳ đáng sợ đè thẳng về phía ma thú đối diện đám lục thú chặn đường bị cự áp đè lên phát ra tiếng gầm nhẹ theo bản năng liên tiếp thối lui về phía sau nhưng ánh mắt nhìn hàn lập dần dần nổi lên hung quang không biết là vì tiền bối nào đang ở đây hai người chúng ta là hộ pháp huyết nha thành mong rằng tiền bối ra tay cứu giúp sau này nhất định trọng tạ ơn cứu mạng của tiền bối vãn bối là con trai duy nhất của u nha tộc trưởng tiền bối nếu đồng ý cứu giúp bổn tộc đồng dạng sẽ không quên ơn của tiền bối hàn lập vừa mới kích thích thương ma châu mới tạo ra thanh thế như vậy hai gã ma tộc bên kia lập tức phát hiện ra Hàn Lập, nhất thời như nắm được ngọn cây cứu mạng, lớn tiếng hét lên. Hàn Lập thấy cảnh này, mỉm cười, ánh mắt sau khi đảo qua đám lục thú chặn đường phía trước, đột nhiên cất bước tiến lên. Chỉ thấy hơi mơ hồ, một đạo nhân ảnh liền xuất hiện trên bầu trời lục thú. Lục thú thấy cảnh này, rốt cuộc không lui về phía sau nữa, ngược lại giống lên, tất cả lông sau lưng dựng đứng, hóa thành vô số lục mang bắn về phía nhân ảnh trên không trung. Có chút ý tứ, Hàn lập khẽ cười một tiếng, hai tay nắm lại thành quyền, nhất thời một tầng hắc quang hiện lên trên lưng, tiếp theo hóa thành vô số quyền ảnh màu đen đánh xuống phía dưới. Lục mang ngay cả khi số lượng kinh người, nhưng sao có thể địch lại công kích do phạm thánh chân ma công biến thành. Bị uy lực khủng bố của quyền ảnh đánh lên, tất cả lục mang đều nổ tung. Tiếp theo mấy trăm lục thú tức thì bị quyền ảnh đánh thành thịt vụn, mà bản thân hàn lập thì thoáng cái, lần nữa chợt lóe biến mất. Sau khi thi triển độn thuật quỷ dị, chỉ vài lần chấp động, Hàn Lập liền xuất hiện phía trên đại hán và lão giả ma tộc, chắp tay lạnh lung nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy lúc này, hai gã ma tộc đang dựa lưng vào nhau, liều mạng thúc giục ma công và bảo vật để chống đỡ đám ma thú đông như che già măng mọc. Đám ma thú bình thường thì còn đỡ, cho dù có chút ma pháp cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn cho bọn họ, nhưng lục thú và mười mấy con ngân thú ban đầu lại khiến cả hai phải toàn lực ngăn cản, dường như tùy thời đều có thể bị đàn thú hoàn toàn bao phủ. Cứu các ngươi cũng được, nhưng sau đó phải giúp ta làm một việc hàn lập không chút hoang mang thản nhiên nói được chỉ cần tiền bối đồng ý cứu hai người chúng ta tính mạng hai người vãn bối liền xem như của tiền bối đại hán ma tộc nghe thế không chút suy nghĩ vội hét lên mà chỉ một lát một con ngân thú đã đột phá phòng ngự ma công bên ngoài hung hăng chảo mấy cái thật sâu trên đầu vai hắn cơ hồ thấy được cả xương trắng lão giả ma tộc hiển nhiên cũng liên tục đáp ứng hàn lập sau khi nghe xong cười hắc hắc sau lưng phát ra tiếng sấm, một đôi cánh trong suốt hiện ra, vỗ một cái liền có vô số lôi cầu trắng xanh hiện ra. Nhưng bản thân Hàn Lập lại bắt quyết, cả người và lôi cầu lần nữa biến mất trong hư không. Hai gã ma tộc bên dưới chỉ nghe khắp nơi vang lên tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, vô số đạo ngân hồ từ không trung hiện lên đan xen vào nhau, trong nháy mắt ngưng kết thành một điện võng che cả trời, hung hăng đè xuống. Trong phút chốc, từng đạo điện hồ đánh lên đám ma thú, tiếp theo nổ tung, từng đoàn lôi hỏa trong nháy mắt ngưng kết lại, rồi tiếp theo phóng ra. Hư không bên dưới phút chốc giống như biển lôi điện, nhưng khó tin chính là, đại hán và lão giả ma tộc lại bình yên vô sự trong lôi quang, không hề có bất cứ điện hồ gì thương tổn đến cả hai, ngược lại tạo thành một lớp điện rậm rạp, bảo vệ cả hai nghiêm ngặt bên trong. Về phần những ma thú khác, dưới công kích điên cuống của lôi điện, hơn phần nửa ma thú lập tức biến thành cho bụi. Sau khi điện quang thu lại, một phần cao giai ma thú chỉ bị thương tổn, nhưng toàn thân lại đen thui, mười phần chỉ còn lại hai phần ba thôi mà đám ma thú còn sót lại sau khi trải qua một phen bị xét đánh cũng không còn dám hung hăng đều gọi nhau quay đầu bỏ chạy tiền bối mau giết những ngân cảnh thú kia chỉ cần giết sạch đám cao dai ma thú đó lúc này thú triều lập tức sẽ tan giã hơn nữa trong vòng trăm năm cũng thể nào sinh ra thú vương đại hán ma tộc thấy cảnh này hiển nhiên vui mừng lẫn sợ hãi nhưng lập tức nghĩ đến điều gì vội vàng cung kính nói với hàn lập ngân cảnh thú hàn lập nghe vậy hai mắt híp lại, thần niệm tập trung vào mười mấy con ngân thú bị thương đang chạy cách đó hơn trăm trượng. Ma thú mà đại hán ma tộc nói, hiển nhiên chính là những cao giai ma thú này. đám ngân thú đó, mỗi con đều có thực lực luyện hư sơ kỳ, hơn nữa mới vừa rồi bị xét đánh vẫn giữ được mạng. nếu muốn giết tất cả thì phải ra tay lần nữa. tâm niệm hàn lập thoáng chuyển, bàn tay bắt quyết lần nữa hành động. chỉ nghe phốc suy một tiếng, kim quang sau lưng trượt lóe, một pháp tướng ba đầu sáu tay hiện lên. Pháp tướng vừa hiện thân, liền đón gió cuồng trướng gấp mấy lần, biến cao hơn 10 trượng, sáu con mắt đồng thời mở ra. Chương 2024, Điệp Vĩ thú. Tiếng suy suy vang lên xé gió, mười mấy đạo kim quang từ trong sáu con mắt pháp tướng bắn ra, liền chuẩn xác đánh trúng người mấy ngân thú đang chạy trốn. Đám ngân thú lập tức kêu thảm, thân hình trong nháy mắt bị hòa tan trong kim quang. Thấy cảnh này, Nguyên Bổn Đại Hán và lão giả ma tộc biết tu vi Hàn Lập vượt xa mình, cũng không khỏi sắc mặt đại biến mới vừa rồi hai người tự mình dây dưa với ngân thú hồi lâu, biết được sự lợi hại của chúng. Mà vị tiền bối này nhấc tay một cái liền giết hết, có thể thấy được thần thông vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Lúc này, ma thú gần đó sau khi không có ngân thú, nguyên bổn những ma thú còn quanh quẩn liền bị lục thú dẫn đầu giải tán. Vô số ma thú nhanh chóng thối lui vào sâu trong thảo nguyên, trong nháy mắt hư không gần đó liền trở nên trống trải. Hàn Lập cũng không muốn truy đuổi, ngược lại sau khi dùng thần niệm quét về phía xa, phát hiện những ma thú khác cũng nhận được tin tức, đồng dạng chạy trốn chối chết. Một đợt thú chiều đáng sợ cứ như vậy tan rã. Hàn lập sau khi cảm ứng được tất cả, mới khẽ thở dài một hơi, thần sắc buông lòng. Đa tạ đại ân cứu mạng của tiền bối, nếu không có tiền bối ra tay cứu giúp thì hai người chúng ta khẳng định đã chết trong miệng đám lang thú này. Đại hán ma tộc sau khi làm phép khôi phục thương thế trên vai, liền cùng lão giả bay tới gần hàn lập, liếc nhìn pháp tướng ba đầu sáu tay giữ tợn một cái, có chút kinh sợ nói không có gì, chỉ là nhấc tay mà thôi. Hơn nữa đây là sau khi các người ngứa với ta, ta mới ra tay. Hàn lập nhìn hai người một cái, thản nhiên nói, đầu vai thoáng cái, pháp tướng liền chợt lóe biến mất. Tính mạng hai người chúng ta quả thực là do tiền bối cứu, không biết hai người vãn bối có tài cán gì khiến lão nhân ra người để ý. Lão giả ma tộc sau khi chớp chớp đôi mắt tam giác, cung kính nói. Trước tiên nói cho ta nghe lai lịch của các người đã, vì sao lại xuất hiện nơi này. Hàn lập không trả lời trực tiếp, ngược lại hỏi một câu. Hai người vãn bối là tu sĩ hộ pháp huyết nha thành, lúc này phụng mệnh thành chủ tới giết hạo lang thú vương, xua tan thú chiều nơi đây, nhưng không ngờ tới đến phút cuối lại xảy ra dị biến, thiếu chút nữa chết ở đây. Đại hán ma tộc chắp tay nói với Hàn Lập, mặc dù hai người không thể cảm ứng được tu vi cảnh giới của Hàn Lập, nhưng hiển nhiên biết đối phương hẳn là một vi ma tôn thực lực vô cùng cường đại, cho nên không dám thất lễ. Dựa vào tu vi của các ngươi mà cũng có thể xâm nhập vào đàn thú, hơn nữa thần thông hạo lang thú vương không dưới các ngươi, đánh chết nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, về phần huyết nha thành, sao ta chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là thành trì gần đây. Hàn lập sau khi hơi trầm ngâm, trong mắt lộ ra chút nghi hoặc, mặc dù hắn dựa vào tư liệu bản thân siêu tầm và ngọc giản lũng ra lão tổ tặng trước khi đi, đối với ma giới cũng có hiểu biết nhất định, nhưng hiển nhiên không thể biết hết tất cả thành trì ở ma giới. Nhưng nếu trong tư liệu không nhắc tới, thì có lẽ huyết nha thành này cũng không lớn xem ra tiền bối từ nơi khác đến sở dĩ chúng ta có thể lẫn vào trong đàn thú giết thú vương là do có vài loại bảo bối đặc chế và linh dược mới làm được nếu không chỉ bằng vào thần thân của hai người chúng ta nào dám xông vào thú triều tìm đường chết về phần huyết nha thành quả thực đây là một thành nhỏ cách đây không xa mặc dù không lớn nhưng trong phạm vi này lại có chút danh tiếng thành chủ chúng ta là một vị ma tôn đại nhân việc này hiển nhiên không có gì để giấu giếm lão giả ma tộc không suy nghĩ thêm trả lời ô oh, Nghe khẩu khí các ngươi thì dường như huyết nha thành này có chút hưng thịnh, còn có tôn giả tỏa chấn. Chẳng lẽ có chỗ nào đặc biệt sao? Hàn Lập cảm thấy có chứ ngoài ý muốn. Tiền bối có điều chưa biết, huyết nha thành được xây trên một quãng huyết quang tinh. Huyết quang tinh là thứ mà những kẻ tu luyện ma công hệ huyết rất cần. Mà thành chủ đại nhân chúng ta tu luyện công pháp huyết hà nổi tiếng tại thánh giới. Nếu không lấy thân phân lão nhân ra người, như thế nào lại đến làm chủ cái thành nhỏ ở nơi hẻo lánh này? Hơn nữa mặc dù huyết nha thành hơi nhỏ, nhưng trong phạm vi ngàn vạn dặm chỉ có một thành trì như vây, những đạo hữu muốn ra vào thảo nguyên đi ê sát ma thú, thường ở lại bổn thành ít ngày. Nếu tiền bối không chê thì xin mời theo vãn bối đến thành nghỉ tạm một chút. Gần đây bổn thành đang mổn cử hành mốt hội đấu giá nhỏ, có lẽ sẽ có thứ tiền bối cần. Ánh mắt lão giả ma tộc sau khi hơi đổi, cẩn thận nói. Hội đấu giá, mặc dù ta có chút hứng thú, nhưng hiện tại không thể lãng phí thời gian cho việc này, ta còn có chuyện quan trọng muốn lên đường. Hàn lập lắc đầu, không chút do dự từ chối lão giả ma tộc nghe vậy không khỏi lộ ra chút thất vọng tiền bối muốn đi hoang địa đại hán ma tộc có chút ngưng trọng hỏi một câu sao người biết ta muốn đi hoang địa vẻ mặt hàn lập trầm xuống một tia linh áp đáng sợ lập tức từ trên người phát ra tiền bối không nên hiểu lầm những đạo hữu đến gần bổn thành nếu không phải đi vào sâu trong thảo nguyên giết ma thú thì hiển nhiên là muốn đi hoang địa ngoại trừ hai nơi đó ra vãn bối không nghĩ ra còn con đường nào khác để đi đại hán ma tộc biến sắc vội mở miệng nói nghe ý tứ của ngươi thì muốn đi hoang địa nhất định phải thông qua huyết nha thành các ngươi hàn lập mơ hồ nghe ra ý tứ trong lời nói của đại hán lạnh lùng hỏi một câu điều này hiển nhiên không phải nhưng nếu lúc này tiền bối muốn đi hoang địa thì sợ rằng phải ở lại bổn thành hơn nửa tháng mới được lúc này đây lão giả ma tộc vội vàng ngắt lời âu sao vậy chẳng lẽ phía trước có kẻ chặn đường hàn lập nhướng mày có chút lạnh lùng nói Tiền bối nói đùa, ở đây nào có kẻ dám làm chuyên đại kỹ như thế. Nhưng ở phía đông, cách hoàng địa một đoạn đang bộc phát một đợt thú chiều đáng sợ. So sánh với hạo lang thú chiều bên này thì căn bản còn dữ dội hơn nhiều. Ngay cả tồn tại cấp ma tôn như tiền bối đi vào cũng cực kỳ nguy hiểm. Đợt thú chiều này đã diễn ra nửa tháng, có lẽ hơn 10 ngày nữa sẽ hoàn toàn tan rã. Lúc này cũng chỉ có bổn thành mới là nơi an toàn để tiền bối nghỉ ngơi. Đại hán ma tộc kể lại chi tiết thú chiều gì mà đáng sợ như thế, hay là thiết nha thú? Hàn Lập nghe nói thế đồng từ không khỏi có rút lại hỏi. Hắn đọc trong tư liệu về ma giới, thiết nha thú là một trong những chủng loại ma thú đáng sợ nhất ở thảo nguyên ma giới, cấp bậc không thấp, số lượng lại lên đến mấy ngàn vạn, tất cả những ma tộc sống ở gần thảo nguyên nghe thấy đều biến sắc. Nếu là thú chiều do thiết nha thú tao nên thì vãn bối không khuyên giải tiền bối làm gì. Lấy thần thông tiền bối, chỉ cần có vài bảo bối chuyên môn khắc chế loại ma thú này thì hẳn là cũng có thể thông qua. Lúc này đây thú triều bộc phát ở phía đông chính là điệp vĩ thú rất hiếm thấy tại thánh giới. Đại hán ma tộc sau khi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nói. Điệp vĩ thú, là loại độc thú nổi danh đó sao? Không thể nào, loại thú này không phải sống trong rừng sâu sao, như thế nào lại chạy ra thảo nguyên? Sắc mặt hàn lập rốt cục hơi đổi, không sai, đúng là loại ma thú này về phần như thế nào chúng ra ngoài này thì huyết nha thành chúng ta cũng không rõ. Chỉ biết nửa tháng trước loại ma thú này đột nhiên từ sâu trong thảo nguyên tuôn ra, sau đó ở lại phía đông không rời đi. Rất nhiều đồng đạo vì lý do đó mà phải ở lại bổn thành. Bất quá dựa theo tập tính của loại thú này, tuyệt sẽ không ở lâu hơn một tháng, nếu bổn thành không chủ động trêu chọc thì hẳn là không có gì. Huống hồ cho dù điệp vĩ thú thật sự công kích bổn thành, cấm chế bổn thành cũng không phải để ngó. Đại hán ma tộc hít một hơi, hồi phục lại nói. Điều này thật sự có chứ phiền phúc, điệp vĩ thú mặc dù cấp bậc chỉ cao hơn thiết nha thú một chút, nhưng lại có thể phóng ra độc vụ vô cùng lợi hại, không chỉ có thể ngưng tụ cả ngày không tan, mà còn có thể chậm rãi ăn mòn các loại linh quang hộ thể cùng thủ đoạn phòng ngự, phòng ngự bình thường căn bản không chịu nổi. Nghĩ đến cảnh bản thân hãm sâu vào trong độc vụ minh mông, cho dù là hắn thì cũng cảm thấy đau đầu. Ánh mắt hàn lập chợt chấp động, bắt đầu trở nên trầm ngâm. Hai người các ngươi chờ một chút, việc này không nhỏ, ta muốn thương lượng với đồng bạn một chút. Vừa dứt lời, Hàn lập lật tay lấy ra một phù lục màu vàng, khẽ thì thào vài câu, tiếp theo ném ra ngoài. Lập tức một đoàn hồng quang bắn nhanh ra, chợt lóe liền biến mất vào hư không. Đại Hán và lão giả ma tộc ngay cả khi có chút ngạc nhiêu, nhưng sợ hãi thực lực cường đại của Hàn Lập, hiển nhiên không đám nói nửa chữ không, chỉ có thể thành thật chờ bạn của vị Hàn ma tôn này tới. Kết quả sau một lúc lâu, chân trời lập tức truyền đến tiếng xé gió, từng đạo kinh hồng phá không hiện lên, chợt lóe liền tới trước người Hàn Lập, độn quang thu lại hiện ra những nam nữ mặc trang phục khác nhau. Những người này trên người đều phát ra hắc khí tinh thuần, đúng là đám người lũng ra lão tổ đã kích thích ngụy Ma Châu. Bái kiến chư vi ma tôn đại nhân, đại hán và lão giả ma tộc sau khi đảo thần niệm qua những người này, lập tức hít một hơi, vội lên tiếng chào hỏi. Trong lòng hai người vô cùng hoảng sợ, điều này cũng khó trách, mặc dù cường giả ma giới nhiều vô số, nhưng một lần liền xuất hiện nhiều tồn tại ma tôn thế này, hiển nhiên cũng là chuyện khiến người ta trợn mắt há mồm đại hán và lão giả ma tộc giờ phút này cảm thấy căng thẳng không dám có bất cứ dị tâm nào hàn huynh mới vừa a à rồi người truyền tin là thật sao phía trước còn có một đột thú chiều lợi hại hơn hơn nữa còn do loại thú kỳ độc điệp vĩ thú tạo thành lũng ra lão tổ xem như không thấy hai gã ma tộc luyện hư kỳ vẻ mặt ngưng trọng hỏi hàn lập đây là ta nghe từ miệng hai vị đạo hữu này chắc không giả đâu Đến lúc cuối chỉ cần chúng ta dò xét một chút thì hẳn là có thể xác minh tính chân thật trong đó. Hàn Lập thản nhiên trả lời, nếu nói như thế thì hành trình của chúng ta đúng là gặp trở ngại rồi. Nếu chỉ có mười mấy vạn hoặc thậm chí mấy chục vạn điệp vĩ thú, lấy thủ đoạn của chúng ta cũng có thể giết sạch, nhưng nếu đã hình thành thú chiều thì cho dù chúng ta hợp lực đánh tan, phỏng chừng cũng bị đại thương nguyên khí hơn một nửa. Thiên Thu Thánh Nữ khẽ thở dài nói, chương 2025, phong hồn, ưng, nhưng vì để đề phòng thì vẫn cần có một người đi xem xét một phen. Huy trưởng lão, việc này xin làm phiền ngươi. Sau khi thoáng trầm ngâm, lũng ra lão tổ hướng về hắc bào nam tử bên cạnh nói. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nửa ngày sau là ta sẽ trở về. Nam tử họ Huy nghe vậy gật gật đầu, bên ngoài người lóe lên ánh sáng đen, biến thành một đạo cầu vồng phá không bay đi. Bây giờ, lão phu còn có chút chuyện cần hỏi hai người một chút. Nếu thành thật trả lời, tất nhiên các ngươi sẽ được không ít chỗ tốt nếu có chút nào dối trá thì chắc các người cũng biết hậu quả. sau cùng lúng ra lão tổ chuyển ánh mắt lên trên người hai gã ma tộc nói nhàn nhạt tiền bối cứ hỏi nếu hai người vãn bối biết nhất định sẽ nói ra trong lòng đại hán ma tộc run run trả lời lão giả ma tộc cũng đồng dạng không dám thở mạnh một chút vẻ mặt kính cần nghe theo huyết nha thành có cách nơi này xa lắm không ngoại trừ thành này thành trì gần nhất là gì mặt khác chủ của các ngươi tên là gì cảnh giới cụ thể như thế nào Lũng ra lão tổ hỏi luôn một hơi, cũng may là tuy rằng rất nhiều vấn đề nhưng cũng không phải là điều cấm kỵ cần giấu giếm gì. Cho nên, sau khi khẽ dung mình trong lòng, đại hán ma tộc lập tức trả lời tường tận. Thưa tiền bối, huyết nha thành cách đây khoảng 10 vạn dặm, thành trì khác gần nhất là dạ tu thành. Nhưng muốn tới đó cũng mất hai tháng là nhanh nhất, về phần thành chủ bản thành là bình thiên đan đại nhân, có cảnh giới tầm ma tôn trung giai. Ma tôn trung giai, tu vi cũng không yếu đấy. Tình hình hiện tại ở Huyết Nha Thành như thế nào, có thể dùng truyền tống trận đi đến những thành trì khác khôn, hoặc có biện pháp gì có thể vượt qua phía Đông thú triều? Lũng Gia lão tổ gật gật đầu, tiếp tục tra hỏi. Vì phòng ngừa điệp vĩ thú đột một tấn công, hiện tại bản thành đã ở trạng thái giới nghiêm. Nhưng nếu như Tiền Bối muốn đi thì tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Về phần truyền tống trận thì bản thành lại không có, bản thành quá nhỏ nên không có điều kiện tạo truyền tống trận cố định. Phương pháp vòng qua thú chiều tất nhiên là có nhưng tốn rất nhiều thời gian, chỉ sợ phải tốn mất hơn 10 ngày. Hay là các vị tiền bối đợi sau khi thú chiều tự tan biến rồi tiếp tục lên đường càng thích hợp hơn. Sau một thoáng trần trừ, đại hán ma tộc vẫn hết sức thành thật trả lời. Mặc kệ có tiêu phí nhiều thời gian hay không, trước hết người cứ nói một chút về phương pháp đi vòng qua thú chiều đi. Có thích hợp hay không thì tự lão phu sẽ phán đoán. Mặt khác, chắc trong tay các người có bản đồ vùng phụ cận lấy ra luôn để lão phu sao chép một phần. Mặt lũng ra lão tổ không biến sắc, nói, vâng, thưa tiền bối, vừa rồi vãn bối đã lắm miệng. Vùng đất phía đông chịu ảnh hưởng không nhỏ của thú triều, nếu muốn vòng qua thì nhất định phải vượt qua phía nam khô diệp xâm lâm hoặc phía bắc thảo nguyên. Vẻ mặt đại hán hoảng sợ, lúc này lại không chút do so dự nhanh chóng giảng giải, rồi lấy từ trong người ra một khối tinh thạch màu đen đưa cho lũng ra lão tổ. Lão ra lão tổ nhận lấy tinh thạch màu đen, cũng không chút khách khí lấy ra một khối tinh thạch màu trắng sao chép tất cả nội dung bên trong lại loại này cũng tương tự như ngọc giản của linh giới trước khi tiến vào ma giới lũng gia lão tổ đã để tâm siêu tập một ít bất kể là hiệu quả hay phương pháp sử dụng của chúng đều không khác mấy so với ngọc giản bình thường chỉ có điều phải trộn lẫn một lượng ma khí nhất định trong pháp lực mới sử dụng được chúng nhưng chút ma khí ấy không đáng nhắc tới đối với người đã tu luyện ma công đến mức như hàn lập những người khác đã có ngụy ma châu nên cũng chẳng có vấn đề gì mà để không bị ma tộc hoài nghi, những người liên quan đã sớm nhận được các loại vật phẩm cẩu ma giới này. Cho nên, khi đã sao chép xong bản đồ, Lũng gia lão tổ lại ném tinh thạch cho những người khác, để cho đám người Thiên Thu Thánh nữ cũng sao chép một lần. Đã có bản đồ chi tiết của khu vực phụ cận thì tất nhiên bọn họ có thể còn thực sự nghiên cứu ra các loại phương pháp đi vòng qua thú triều. Nhưng kết quả là sau khi mọi người, bao gồm cả Hàn Lập, âm thầm nghiên cứu xong lại đều nhíu mày, cảm thấy khó xử lý. Hàn đạo hữu nếu quả thực phía đông điệp vĩ thú triều không thể đi qua thì chúng ta có nên ở lại phụ cận một thời gian, chờ cho thú triều đi qua lại tiếp tục tiến lên không? Dù sao, chỉ trì hoãn hơn 10 ngày thì đối với chúng ta mà nói cũng không quan trọng. Về phần huyết nha thành kia, để phòng ngừa rắc rối nên không cần đi qua. Trong lúc Hàn Lập đang yên lặng cân nhắc, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên âm thanh truyền âm của Lũng Gia lão tổ. Hàn Lập thân là hợp thể hậu kỳ nên tất nhiên sẽ là một trong những đối tượng mà Lũng Gia lão tổ thương lượng trước tiên quả thật vì chút thời gian ấy mà mạo hiểm sông sáo phía đông thú triều thì không đáng giá chút nào nhưng về huyết nha thành kia ta lại cảm thấy rằng phải đi vào một chuyến sau khi trầm ngâm hàn lập nói ô hàn huynh nói như vậy hẳn là có đạo lý của mình có thể chỉ giáo một chút không nghe được câu trả lời lũng gia lão tổ có vẻ như hơi ngoài ý muốn lũng huynh không muốn tiến vào trong thành trì hiển nhiên là vì sợ bị người khác nhìn ra được than phận mà thôi nhưng huyết nha thành chẳng qua chỉ là một cái thành nhỏ ngay cả truyền thống trận cũng không có, tất nhiên sẽ không có cấm chế quá lợi hại. Ngụy trang của chúng ta chắc sẽ không bị nhìn ra, mà Hàn Mỗ đề nghị đi vào huyết nha thành quan trọng là vì sau này chúng ta có thể còn ở lại ma giới hơn 10 năm, thậm chí là hơn mấy chục năm, thời gian dài như thế sẽ khó tránh khỏi tiếp xúc với một ít ma tộc. Tuy rằng ngụy ma châu có thể ngụy trang khí tức, nhưng chỉ với chút ít tư liệu sơ lược thì chỉ sợ lời nói, cử chỉ còn có thể lộ ra một ít sơ hở. Huống hồ, chuyến này ngoại trừ Tẩy Linh Trì và Tịnh Linh liên ra, trong ma giới chắc còn có một số linh dược khó tìm được ở linh giới. Lũng huynh không nghĩ sẽ nhân cơ hội này thuận tiện thu thập một ít sao. Hàn lập không chút bối rối, truyền âm trả lời. Hàn huynh nói vậy cũng có lý, vậy trước hết để ta thương lượng qua cùng nhóm người thiên thu đạo hữu đã rồi lại quyết định hành động như thế nào nhé. Sau khi nghe xong, về mặt lũng ra lão tổ biến hóa trong chốc lát, cuối cùng như thể bị thuyết phục, trả lời. Điều đó là tất nhiên rồi, ta nghĩ so với chúng ta, mấy người thiên thu đạo hữu linh tộc càng muốn tiến vào huyết nha thành hơn. Hàn lập khẽ cười, trả lời thâm ý sâu sắc, hắc hắc, điều đó thì rõ ràng đúng. Quả thực có vài tài liệu quý hiếm mà linh tộc rất cần mà chỉ ở ma giới mới có thể tìm được số lượng lớn. Lũng ra lão tổ đầu tiên là nao nao, rồi cười ha ha, sau đó dừng nói chuyện cùng Hàn Lập, truyền âm về hướng thiên thu thánh nữ. Nghe xong truyền âm của lũng ra lão tổ, thoạt đầu thiên thu thánh nữ lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng sau khi khóe miệng nhếch lên, liền sôi nổi truyền âm thương thảo. Dù hai người nói chuyện với nhau không lâu, thậm chí thiên thu thánh nữ còn chưa thương nghị lại với các thánh linh khác, đã cho lũng ra lão tổ một câu trả lời rất rõ ràng ngay. Quả nhiên, người trong linh tộc đã sớm âm thầm có quyết định về vấn đề này. Đến khi lũng ra lão tổ hồi âm lại cho Hàn Lập, nếu đã xác định quả thực phía đông là thú triều thì quyết định trước hết đoàn người sẽ tiến vào huyết nha thành. Về quyết định này, sau đó cũng được nói cho mấy người vũ y thiếu nữ và lâm gia nam tử hai người không phản đối cút nào, luôn có vẻ không có gì đáng kể. Hia người đại hán ma tộc cùng lão giả ma tộc tất nhiên nhìn ra đám người hàn lấp đang liên tục taro luận gì đó, nhưng rất thành thật ở tại chỗ, không dám có chút dị động. Dù sao nơi này tụ tập nhiều ma tôn địa nhân như vậy, bất kể ai trong số họ muốn cái mạng nhỏ của mình cùng đều là chuyện không cần tốn sức. Cứ như thế, nửa ngày sau, tiếng xé gió vang lên ở chân trời, một cột ánh sang đen bắn vọt đến, chính là hắc bào nam tử đi dò đường đang phi độn quay trở về. Huy hiền đệ, chuyến này có thuận lợi không, có phải đã tham dò được tình hình cụ thể của thú triều? Chờ khi độn quang vừa hạ xuống đất, lũng gia lão tổ lập tức tiến lên vài bước, mỉm cười hỏi. Lũng huynh, quả thực phía đông có vô số điệp vĩ thú chặn đường, chiếm cứ hết toàn bộ các con đường đi về phía đông. Thật xấu hổ, ta cũng không dám tới quá gần trong đó, chỉ đứng nhìn từ phía xa một hồi, rồi liền bay trở về nói cho chư vị đạo hiếu. Hắc bào nam tử cười khổ một tiếng, rồi bắt đầu nói ra quá trình tra xét của mình. Tuy rằng đã sớm có dự đoán trước, nhưng lũng ra lão tổ vẫn cẩn thận vài vấn đề liên quan về thú chiều, sau đó lại cúi đầu cân nhắc một lát, rồi cánh tay đột một nhấc, bắn ra mấy chỉ. Phốc, phốc hai tiếng trầm đục vang lên, hai luồng ánh sang vàng trói bắn ra như tia chớp, chợt lóe lên lướt đi, tiến vào trong than thể hai gã ma tộc đang khoanh mà tay đứng. Hai người tuyệt đối không ngờ được, một vị ma tôn đại nhân lại sẽ đột nhiên ra tay với bọn họ, hơn nữa lại dùng cách đánh lén, gần như ngay khi kim mang nhập thể, không chút đề phòng lập tức ngã xuống. Ngoại trừ Hàn Lập, sắc mặt mấy người khác không tránh khỏi hơi biến đổi. Lũng huynh, làm vậy là có ý gì? Chúng ta còn cần bọn họ mang nhóm chúng ta đến huyết nha thành cơ mà. Ánh mắt lão nha tàng hình hơi lóe lên, hỏi một câu. Vị trí của huyết nha thành, không phải chúng ta đã biết rồi sao, sao còn cần hai gã ma tộc dẫn đường chứ? Huống hồ lão phu cũng không có lấy mạng bọn chúng, chỉ đáng ngất đi thôi. Lũng gia lão tổ vẫn không đổi sắc mặt nói, "Ồ, chẳng lẽ đạo hữu muốn tàng hình là tồn tại đã mở ra linh trí không biết bao nhiêu vạn năm nghe vậy liền lập tức lộ ra vẻ hơi rất mình không sai vì tiện giết hai tên này chỉ sợ sẽ khiến vị thành chủ huyết nha thành chủ để tâm tuy rằng chúng ta không cần e ngại một gã ma tôn trung giai nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện tại hạ định dùng phong hồn đại pháp tạm thời phong ấn lại ký ức việc gặp chúng ta của hai tên này về phần chúng ta sẽ giả dạng thành ma tộc thông thường lẫn vào trong huyết ma thành là được từ lúc ấy, chắc là ma tộc trong thành này cũng sẽ không chú ý chúng ta gì nhiều. Lũng gia lão tổ nói ra dự định, đó là một cách không tồi, nhưng phong hồn đại pháp của Lũng huynh có đáng tin hay không? Đừng để vị ma tôn huyết nha thành kia nhìn ra gì đấy. Lâm gia nam tử có chút lo lắng hỏi một câu. Ha ha, thuật này là bí thuật do một vị đại thần thông truyền lại, trừ khi là thánh tổ ma tộc tự mình kiểm tra, nếu không tuyệt đối không thể phát hiện hai người có gì khác thường. Không thì chẳng phải lão phu đã vẽ rắn thêm chân sao? Lũng gia lão tổ bật cười ha ha nói, thấy lũng gia lão tổ tự tin như thế, những người khác cũng trở nên yên tâm. Lũng gia lão tổ đột nhiên giơ tay chụp một cái, lập tức hút lão giả ma tộc lại gần, rồi miệng phun ra một đoàn xương sang màu tím, bao phủ gương mặt hắn lại trong phút chốc. Tiếp đó, hai mắt lão chấp lên ánh vàng kim, nhìn thẳng vào hai mắt lão giả, đồng thời trong miệng lầm bầm bắt đầu thi pháp. chương 2026, Huyết Nha Thành Mấy canh giờ sau, hàn lập lơ lửng trên không trung, nhìn về phía bức tường thành màu đỏ như ẩn như hiện ở xa, thấp giọng tự nói một câu. Đây là huyết nha thành, nhìn qua có vẻ cũng không lớn lắm. Ha ha, tuy rằng thành này không lớn, nhưng lại được xây bằng đá lấy từ mỏ quảng huyết quang tinh gần đây nên nghe nói nó có một chút hiệu quả phá pháp. Nếu trực tiếp công kích bằng pháp thuật thì uy năng của pháp thuật sẽ bị suy yếu đi một phần. Lũng ra lão tổ đứng bên cạnh cười nhạt rồi nói. Nói như vậy, thành này còn có năng lực ngăn cản điệp vĩ thú nhất định chúng ta lựa chọn dừng lại ở đây hóa ra lại là hành động sáng suốt. Vũ y thiếu nữ thản nhiên cười, lúc trước, khi ta phòng ấn trí nhớ của hai tên ma tộc, thuận tiện xem qua một chút, phát hiện khu vực này tuy rằng thường xuyên bùng nổ các loại thú chiều, nhưng việc huyết nha thành bị tấn công lại rất ít khi phát sinh. Xem ra tòa thành này cũng không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Chỉ có điều, thành trì này thật sự không bố trí cấm chế nào có thể bài trừ ngụy ma châu. Lát nữa khi chúng ta vào thành, chỉ cần thu lại tu vi đến cấp bậc hóa thần, luyện hư là được, không cần phải khiến người khác chú ý. Lũng ra lão tổ không lưỡng lự nói với mọi người, những người khác đều gật đầu, không có ý kiến gì đối với việc này. Vì thế tay áo bào của lũng ra lão tổ lập tức run lên, ngay tức khắc ma khí từ trên người cuồn cuộn tỏa ra, cuốn lấy những người bên cạnh, gào thét đi về phía tường thành màu đỏ xa xa. Một lát sau, khi ma khí tản đi, đám người Hàn Lập đã ở phía trước một cánh cổng thành đen kịt. Ở cửa thành, ba bốn người ma tộc vệ sĩ mặc chiến giáp màu xanh dùng ánh mắt cực kỳ cảnh giác quan sát bọn họ. Nhưng sau khi lúng ra lão tổ hư một tiếng, phóng thích khí thức khổng lồ của cấp bậc luyện hư, phần lớn ma tộc vệ sĩ cấp bậc nguyên anh kỳ kia lập tức biến sắc, thay vào đó là vẻ mặt kính sợ. Một tên ma nhân hóa thần kỳ có vẻ như là người dẫn đầu vội vàng bước lên phía trước chào hỏi, sau khi cẩn thận hỏi mấy câu liền lập tức khoát tay ra lệnh cho vệ sĩ mở cửa thành, để đám người hàn lập nghinh ngang tiến vào trong thành, dù sao đối với thành trì nhỏ như vậy mà nói thì cấp bậc luyện hư đã được xem là những người không thể đắc tội rồi. Mà những vệ sĩ đó vẫn kiểm tra một chút chẳng qua cũng vì liên quan đến thiết quân luật. Nếu như ở thời điểm bình thường, với sự hỗn tạp của những ma tộc gia vào huyết nha thành thì chỉ sợ ngay cả việc hỏi han sơ qua một chút kia cũng sẽ không phát sinh. Tuy nhiên trong tích tắc khi tiến vào cổng thành, lam quang trong hai mắt Hàn Lập chợt lóe sáng quét về phía mấy pháp trận được vẽ bằng ma văn khắc trên cổng chính đen nhánh, nhưng trên mặt không hề lộ ra chút biểu tình nào. Cấm chế ở nơi khác thì không biết, nhưng ở cổng thành lại cực kỳ bình thường, cũng không có đáng phải cẩn thận. Vừa tiến vào trong thành, lập tức có thể thấy được từng dãy kiến trúc cao thấp nhấp nhô, có điều là phần lớn đều lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, thỉnh thoảng có vài tòa có màu sắc khác, cũng dễ nhận ra đó là những kiến trúc còn đang thi công. Nhưng ở giữa các kiến trúc là những con đường giao nhau chẳng chịt mà mỗi con đường đều đủ rộng cho ba cỗ thú xa chạy song song. Nhìn một cách tổng thể, thành này hiển nhiên không có giá trị giống như những thành trì lớn trên ức dân cư của linh giới, tuy nói là thành nhỏ nhưng nhìn kỹ thì cũng là một thị trấn lớn một chút có tường thành bốn phía mà thôi, cùng lắm chỉ có 5-600 vạn ma tộc cư trú trong đó. Song thành này đã kích phát cấm chế cấm không, ở trên không trung, ngoại trừ một vài vệ sĩ tuần tra được miễn cấm chế ra cũng không có ma nhân nào khác phi hành lộn xộn trên không trung. Sau khi đi được một đoạn đường, đám người Hàn Lập phát hiện huyết nha thành này không thể nói là đã kín người hết chỗ, nhưng giờ phút này cũng đủ để gọi là rộn ràng nhộn nhịp. Trên các con đường, những ma tộc với hình dáng khác nhau qua lại, trong đó có cả ma nhân với tướng mạo dữ tợn như ma thú, cũng có ma tộc có tướng mạo giống hệt như nhân tộc bình thường. Mà những kiến trúc hai bên đường, trong 10 cái thì tới 8 9 cái là những cửa hàng đủ loại, cùng một vài kiến trúc phổ thông tương tự như khách điếm. Rất nhiều ma tộc thỉnh thoảng lại từ trong những kiến trúc này ra ra vào vào, bộ dáng vội vội vàng vàng. Phần lớn những ma tộc đó có tu vi không kém đa số là nguyên anh kỳ và kết đan kỳ, bộ phận nhỏ còn lại là cảnh giới hóa thần kỳ. Về phần luyện hư kỳ thì đi cả một đoạn đường mới có thể ngẫu nhiên chạm mặt hai ba tên, nhưng cũng chỉ là tu vi sơ kỳ. Sau khi đám người Hàn Lập đi được một khoảng thời gian thì có thể nhìn thấy ở xa xa là một ngọn núi đá cao mấy trăm trượng chiếm cứ một góc của thành trấn. Ở một chỗ bên cạnh ngọn núi đang tu kiến một tòa kiến trúc trắng xám tương tự như thạch háp, vây chặt xung quanh hơn phân nửa ngọn núi, con kiến cũng không chui lọt được. Trong thạch tháp này thấp thoáng có thể nhìn thấy vài tên ma tộc tinh nhuệ mặc chiến giáp tuần tra xung quanh. Ở sườn núi thì có một thạch điện toàn thân đỏ sấm, có lẽ đó là nơi cư trú và tu luyện của tên ma tôn gọi là Bính Thiên Nhận kia. Hàn Lập nhìn tòa thạch điện ở xa xa kia, hai mắt nhíu lại như đang cân nhắc gì đó. Lúc này, lũng gia lão tổ vốn đang đi tuốt phía trước đột nhiên dừng lại ở một ngã tư phố, sau đó quay đầu nói với mọi người. Chúng ta tản ra tại đây đi, ha ha, có lẽ phần lớn các đạo hữu đều thích hành động một mình đợi đến khi điệp vĩ thú tản đi chúng ta sẽ lại tụ họp một lần nữa dù sao thành này cũng không lớn một khi thật sự có chuyện gì mọi người cũng có thể dễ dàng liên hệ với nhau cũng tốt vừa rồi thiếp thân thật đúng là thấy được một vài thứ khiến ta có chút hứng thú vậy ta đi trước một bước hơi ngoài dự đoán của mọi người vũ y thiếu nữ vừa nghe việc ấy lại khẽ cười một tiếng rồi đồng ý đầu tiên tiếp theo nàng hướng mọi người thi lễ rồi không chút do so dự đi về phía một ngã đường. Thiên Thu Thánh nữ và đồng bạn của nàng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cũng thản nhiên cáo từ rời đi. Xem ra bọn hắn dự định hành động cùng nhau. Lũng huynh, vậy Hàn Mỗ cũng xin cáo từ. Sau khi chắp tay chào Lũng gia lão tổ một cái, Hàn Lập cũng thản nhiên nói lời từ biệt. Hàn huynh, thượng lộ bình an. Lũng gia lão tổ cũng không dám chậm trễ đáp lễ lại. Hàn Lập khẽ gật đầu, quay người lại rồi đi về phía một con đường lũng ra lão tổ đứng tại chỗ nhìn theo thân ảnh hàn lập xa dần cho đến khi chấp lên rồi biến mất ở một con phố nụ cười trên mặt mới dần thu lại cũng quay đầu lại hướng phi phát nam tử lâm ra thản nhiên hỏi một câu lâm đờ sao o hiếu việc lúc trước ta đề nghị ngươi hợp tác ngươi suy nghĩ như thế nào hiện giờ có thể cho lão phu một câu trả lời thuyết phục không lũng huynh sự việc này rất trọng đại ta cần một ít thời gian nữa để cân nhắc phi phát nam tử sau cùng cũng không tách ra bây giờ nghe vậy đồng tử hơi co lại hơi trần trừ trả lời. Ân, việc này quả thật quan hệ không nhỏ, khó trách Lâm Huynh lại cẩn thận như vậy, có điều cũng không sao, dù sao chuyến này lộ trình còn dài, chỉ bằng Lâm Huynh cứ suy nghĩ kỹ thêm một thời gian nữa. Lũng ra lão tổ nghe vậy, không cảm thấy có gì bất ngờ, ngược lại cười cười trả lời. Vậy Lâm Mỗ xin đa tạ Lũng Huynh, phi phát nam tử thần sắc khẽ động, nhưng trong miệng lại trả lời khách khí. Khoảng thời gian tiếp theo, Vị thái thượng trưởng lão của Lâm gia này cùng Lũng gia lão tổ nói chuyện với nhau vài câu, sau đó cũng lập tức cùng rời đi. Lũng huynh, xem điệu bộ của người này chỉ sợ hắn không chắc chắn đáp ứng lời mời của chúng ta, nếu không thì đổi mục tiêu khác, tìm Diệp gia kia thử một chút xem. Dù sao dựa theo kế hoạch ban đầu, người của Diệp gia dường như thích hợp hơn với kế hoạch của chúng ta. Nam tử mặc Hắc Bào vẫn im lặng đi theo bên cạnh Lũng gia lão tổ đột nhiên lạnh lùng nói một câu. Diệp gia không được, nàng quá cảnh giác đối với Lũng gia chúng ta hơn nữa dường như cũng nhận thấy điều gì đó, nàng sẽ không đáp ứng đâu, ngược lại còn có thể để lộ thêm nữa. Lũng ra lão tổ không chút do dự lắc đầu, nhưng rõ ràng họ lâm này chỉ đối phó lấy lệ đối với chúng ta, ta sợ cho dù sau đó có đáp ứng, hơn phân nửa cũng sẽ không thành tâm hợp tác cùng chúng ta. Huy trưởng lão tiếp tục nhớn mày nói, hắc hắc, chỉ cần hắn đáp ứng, lão phu liền có cách khiến hắn không nuốt lời được. Được rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, việc này để sau hãy nói trước tiên chúng ta đến những cửa tiệm tài liệu trong thành nhìn qua một chút xem xem có tài liệu chúng ta cần hay không lũng ra lão tổ nở một nụ cười quỷ dị trên mặt khoát tay nói cửa tiệm tài liệu quả thật là địa phương chúng ta phải tìm kiếm đầu tiên có lẽ những người khác hơn phân nửa cũng đi đến nơi này hai người chúng ta thay đổi phương hướng không cần cùng bọn họ chạm mặt là được nam tử mặc hắc bào đồng ý nói lão phu cũng đang có ý này chúng ta đi thôi sau khi cười nhẹ một tiếng lũng ra lão tổ liền cùng nam tử mặc hắc bào tiếp tục đi về phía trước. Thiên thu thánh nữ và đám người linh tộc đang chậm rãi đi trên một con đường khác, cũng nhanh chóng âm thầm nói chuyện với nhau. Tình hình của chỉ thủy không tốt, phong ấn chỉ thủy mơ hồ có phần lỏng ra, phải lập tức tìm một nơi để thi pháp một lần nữa mới được. Thiên thu thánh nữ ngưng trọng truyền âm nói, không thể nào, mỗi một lần hạ cấm chế không phải kéo dài khá lâu sao, tại sao lại nhanh như vậy đã áp chế không được. Bạch trường lão trầm giọng hỏi, cũng không rõ lắm, nhưng hơn phân nửa nguyên nhân là vì hiện giờ chúng ta đang ở ma giới đi. Bạch trưởng lão hẳn cũng biết, nguồn gốc vật kia vốn có chút liên hệ với ma giới. Dường như lượng ma khí nồng đậm ở ma giới có kích thích không nhỏ đến vật này, bây giờ mới tạo thành việc phong ấn xuất hiện sự lỏng lẻo. Thiên thu thánh nữ than nhẹ một tiếng, trả lời, chỉ thủy quyết không thể có vấn đề, hắn chính là đòn sát thủ của chúng ta, trước tiên lập tức tìm một nơi nghỉ chân sau đó mấy người chúng ta hộ pháp, người lập tức lần nữa củng cố phong ấn một chút. Bạch trưởng lão nghe vậy, không lưỡng lựa lạnh lùng nói. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Thiên thu thánh nữ khẽ gật đầu, lúc này mang theo những người liên quan tiếp tục đi một lát, sau đó liền quẹo vào một cái cửa ngõ phía trước. Ở nơi tận cùng của cửa ngõ có một tòa kiến trúc đồ sộ tương tự như khách điếm, vài tên ma tộc bộ dáng phong trần, mệt mỏi đang nghênh ngang đi vào đó. Bên trong một cửa tiệm màu đỏ thấm của ma tộc, vũ y thiếu nữ đang tiếp nhận một khối khoáng thạch toàn thân xanh biết không rõ tên từ trong tay một tên ma nhân ra thịt tái nhợt, Nàng mặc cho tên ma tộc trước mắt thao thao bất tuyệt về cái gì đó, thần niệm đảo qua khối khoáng thạch, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Cũng trong lúc đó, Hàn Lập lại đang đi trên một con đường nhỏ hẹp, hai bên xếp chật kín các loại quầy hàng lớn nhỏ không đồng nhất. Phía sau mỗi quầy hàng đều có một tên ma tộc tướng mạo khác nhau đang đứng hoặc ngồi. Dù nơi này có chút hỗn loạn như vậy nhưng lại có khá nhiều ma tộc với khí tức không kém quanh quẩn phía trước quầy hàng, đôi khi cũng có người tranh luận vô cùng sôi nổi cùng với chủ nhân quầy hàng nào đó. Hàn Lập nhìn cảnh tượng có chút quen thuộc phía trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Chương 2027, dị ma kim. Loại tình hình này dễ làm cho hắn nhớ về đủ loại kỷ niệm khi ra vào phường thị ở nhân giới năm đó. Với kinh nghiệm của Hàn Lập có thể nhận ra, tuy phần lớn những thứ bày bán bên trong những gian hàng này đều là một ít tài liệu cấp thấp và pháp khí, nhưng trong đó cũng có không ít vật phẩm quý hiếm xuất hiện. Dù sao, không phải toàn bộ ma tộc đều muốn trực tiếp giao dịch với những cửa hiệu buôn bán này với giá thấp Đặc biệt là trong tình hình có nhiều ma tộc dừng lại ở trong thành như thế này, nhất định sẽ có không ít kẻ nhân cơ hội lấy ra một ít vật phẩm quý hiếm của mình để bày bán, hy vọng có thể thu được giá cao. Hàn Lập vừa đi chậm chậm trên một con phố vừa thả thần niệm ra, nhanh chóng đảo qua quầy hàng hai bên. Rất nhiều những vật phẩm, tài liệu trên những quầy hàng này tương tự như sản vật của linh giới, chỉ có điều thay vì ẩn chứa một lượng lớn linh khí thì lại là thành ma khí cực kỳ thuần khiết. Đương nhiên cũng có một ít tài liệu ẩn chứa linh khí thuần khiết nhưng rõ ràng số lượng thua xa những tài liệu chứa ma khí đối với những tài liệu đó hàn lập vốn chưa nhìn đến một cái mà tập trung phần lớn sự chú ý lên những thứ cổ quái quý hiếm mà chính mình cũng chưa từng thấy mấy thứ này chắc là tài liệu đặc thù của ma giới còn một số pháp khí bảo vật kia hắn cũng chỉ đảo thần niệm qua qua thôi bảo vật cấp cao bình thường đã không thể lọt vào tầm mắt hiện tại của hắn về phần pháp khí đẳng cấp linh bảo thì tỷ lệ xuất hiện tại địa phương như thế này là bé gần như không có vì thế Hàn Lập sẽ không tiêu phí tâm thần trên những thứ này. Con phố này không quá dài, hai bên có tầm ha, 300 quầy hàng. Chưa tốn đến thời gian một bữa cơm, hắn đã xem qua quá nửa số quầy hàng, nhưng chỉ rất ít thứ có thể làm cho hắn chú ý. Cho dù có mấy thứ khiến cho hắn dừng lại, cầm lấy đánh giá một phen, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu bỏ đi. Tuy rằng những tên ma tộc bán hàng này hung thần ác sát nhưng sau khi phát hiện ra tu vi luyện hư của Hàn Lập, đều trong lòng ớn lạnh, kẻ nào cũng mặt tươi cười lấy lòng. Không còn dám thể hiện vẻ bất mãn chút nào. Hàn lập chầm chậm tiến lên, trong lòng đã bắt đầu có chút thất vọng. Dù vừa rồi hắn phát hiện ra vài loại tài liệu không có ở linh giới nhưng cũng không có tác dụng gì lớn đối với cấp bậc tồn tại như hắn. Ngay khi hắn đang thầm nghĩ có nên rời khỏi con phố này để đi đến mấy cửa hiệu cỡ lớn đáng chú ý lúc nãy vừa nhìn thấy hay không thì một luồng hơi thở không tệ bỗng nhiên bộc phát ra từ một quầy hàng nào đó ở phía trước, đồng thời một tiếng hét giận dữ chuyển đến. Thứ này, ta muốn có đây là số ma thạch trước kia ngươi yêu cầu, nhanh đem đổ ra đây. Đừng nên lôi thôi, không phải ta đã nói rồi sao, hiện tại thứ này tăng giá, nếu muốn, trừ phi có một kiện ma khí cấp cao hoặc là 10 khối ma thạch cực phẩm, nếu không thì cũng đừng nghĩ đến chuyện đó. Một âm thanh âm trầm dị thường lạnh lùng trả lời, ta đã giao tiền đặt cọc ngày hôm qua, bây giờ vất vả lắm mới đưa đủ số lượng ngươi đưa ra, hôm nay ngươi lại đòi tăng giá với ta. Chẳng lẽ người giễu cờ ta, giọng nói thứ nhất càng giận dữ thêm, có vẻ như không chịu bỏ qua. Hắc hắc, thứ ấy là của ta tất nhiên giá như thế nào là theo ý ta. Đây là tiền đặt cọc ngươi đưa hôm qua, nhanh cầm lấy đi. Đã không có ma thạch cực phẩm và ma khí cấp cao thì lăn ra xa chút. Kẻ có giọng nói âm trầm cười lạnh một tiếng, nói ra lời cực kỳ cay nghiệt. Thối lắm, ngươi cũng không hỏi xem nghiêu mỗ là ai, có thể để cho ngươi tùy tiện trêu chọc sao. Nếu hôm nay không bán cho ta thứ đó, ta liền đánh vỡ từng cái xương một của ngươi nam tử thứ nhất rõ ràng không phải là nhân vật bình thường sau khi phát khùng lời nói cũng trở nên vô cùng ngoan lệ đánh gãy xương cốt của ta sao ha ha cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi ta chưa nghe người ta nói câu này nếu ngươi có bản lĩnh ấy thì cứ việc đến thử một lần kẻ có giọng nói âm trầm không phật lòng mà còn trả lời châm biếm đồng thời một luồng hơi thở không kém chút nào so với chiếc phóng lên cao cũng từ quầy hàng đó một phen ồn ào như vậy tất nhiên khiến một số ma tộc ở xung quanh xôn xao nhìn lại còn bắt đầu có một số ma nhân to gan cảm thấy hứng thú đi đến quan sát hé đây không phải hải phi của lam đồn tộc và nghiêu lực của điều đề tộc sao sao bọn hắn lại gục gặc rồi hắc hắc có kịch hay để xem rồi hai ma này đều có tu vi không kém nếu thật sự ra tay thì cũng khó nói ai thắng ai thua lập tức âm thanh bàn tán thì thầm từ bốn phía chuyển đến có vẻ như hai tên ma tộc này có danh tiếng không nhỏ ở huyết nha thành, phần lớn ma tộc xung quanh đều nhận ra hai người. Sau khi dùng hai mắt tỏa lam quang quét qua, Hàn Lập liền nhìn được đại khái tình hình trước quầy hàng. Trong vòng tròn do hơn 10 tên ma tộc vây quanh, có một tên ma tộc giữ tợn cao ba trượt, trên đầu có mấy chiếc sừng cong, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, đang cùng chủ quầy rằng co không dứt. Chủ quầy lại là một tên ma tộc béo lùn, da màu lam sẫm, mắt híp gian xảo, hai luồng hơi thở lúc nãy chính phát ra từ trên thân hai ma này, và dường như đều là tu vi hóa thần. Chẳng qua trong đó có một cái là sơ kỳ, tên ma tộc cao lớn đó tuy rằng tu vi thấp hơn một tầng nhưng nhìn dáng vẻ cường tráng như vậy thì có lẽ có chút thành tựu về luyện thể. Nếu thật sự ra tay, thật khó nói ai là người có lợi thế hơn. Tất nhiên, chỉ là hai ma tộc hóa thần kỳ sẽ không thể khiến cho Hàn Lập chú ý nhiều. Sau khi hướng thần niệm tùy ý đảo qua trên người hai ma, hắn đã định thu hồi thần niệm, không để ý nữa. Nhưng khi ánh mắt hắn đảo qua vật mà tên chủ quầy béo lùn đang cầm chặt trong tay, vẻ mặt hắn chợt động, đột nhiên bước về hướng đám ma kia. Chỉ sau mấy cái chấp động, thân hình Hàn Lập đã xen lẫn vào bên trong đám ma nhân, mắt nhìn chằm chằm không chấp vật trong tay ma tộc béo lùn. Đấy là khối khoáng thạch hai màu đen trắng đan xen kỳ dị, chỉ lớn chừng nắm tay nhưng lóe lên những tia sáng lạnh lẽo như băng. Sau khi hướng thần niệm dò xét vật đó, trong mắt Hàn Lập bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt chợt hiện lên một tia vui vẻ. Lúc này, dưới sự quan sát của những ma đang vây quanh xem náo nhiệt không những lời lẽ tranh chấp của hai tên ma tộc càng lúc càng trở nên căng thẳng mà hơi thở cũng thêm kinh ma nhưng không biết do nguyên nhân gì mà hai ma vẫn chưa thực sự ra tay hắc hắc ta thấy hai vị cũng đừng nên tranh chấp mãi nữa chỉ là một khối dị ma kim mà thôi chẳng lẽ hai vị đạo hữu thực sự định lên ma võ đài để đánh nhau sống chết ư nếu đúng là như vậy thì dường như mạng hai người không đáng quý chút nào một vị ma đứng xem giường như quen biết với cả hai tên ma tộc bong nhiên cười khuyên bảo. Ra là đàm huynh, không phải ta cố ý tăng giá không bán mà dị ma chi khí ẩn chứa trong khối dị ma kim của ta có ẩn chứa có chút đặc thù, hơn xa các tài liệu cùng loại. Nhưng hôm qua ra giá có hơi thấp, nếu không thì sao hắn không muốn mua khối trong tay ta chứ? Tuy rằng loại tài liệu này vô cùng hiếm hoi nhưng cũng không phải cửa hiệu khác không có bán. Sắc mặt tên ma tộc béo lùn hơi giãn ra, sau khi ôm quyền hướng về người khuyên bảo, nhưng hắn vẫn không có ý định nhân nhượng. Thối lắm, nếu không phải thấy khối dị ma tinh của ngươi không tệ thì sao ta lại giao trước tiền cọc, còn đưa ra luôn một lúc 10 khối ma thạch cực phẩm. Rõ ràng là ngươi thấy ta đang muốn có vật ấy ngay nên cố ý nâng cao giá. Việc không thủ tín như vậy cũng chỉ có làm đồn tộc các ngươi mới có thể làm được. Tên ma tộc cao lớn nghe thấy vậy cũng nổi giận đùng đùng nói. Ngươi dám sỉ nhục lam đồn tộc chúng ta, vậy trước hết ngươi để lại một cánh tay đi đã. Vừa nghe thấy lời này, trên khuôn mặt tên ma tộc béo lùn liền hiện lên một tia đỏ sấm kỳ dị, đồng thời trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, nói. Sau đó, tay áo ma này run lên, một đạo hàn mang bắn ra, lao thẳng đến chém vào tay tên ma tộc cao lớn, thế đi nhanh như chấp Tên ma tộc cao lớn kia cũng đã sớm đề phòng, sau khi hừ lạnh một tiếng, bàn tay hắn chợt nắm lại, một mặt cốt thuẫn màu trắng hiện lên trước người không một tiếng động. Ngay khi hàn quang lóe lên, chuẩn bị chém lên trên thuẫn thì một bóng người chợt mơ hồ hiện ra, quỷ dị xuất hiện trước tên ma tộc cao lớn, đồng thời cánh tay khẽ động, một bàn tay năm ngón màu vàng liền chộp gọn lấy đạo hàn quang kia. Chẳng lẽ hai vị thực sự định kinh động đến vệ sĩ chấp pháp của bản thành sao? Khối dị ma kim này ta cũng thấy có chút hứng thú, mang đến cho ta nhìn một chút đi. Bóng người đột một xuất hiện này chính là Hàn Lập, lúc này, hắn phóng ra hơi thở mạnh mẽ của cấp luyện hư khiến cho ma tộc xung quanh sau khi cảm ứng được liền nhau nhau biến sắc. Tiền bối, ý của ngươi là, Tên ma tộc cao lớn kia nghe thấy vậy thì ngẩn ra nhưng nghĩ gì trong lòng lại nói. Sao, người muốn tranh khối ma kim này cùng ta sao? Hàn lập không quay đầu lại nhàn nhạt, nhạt nói, nhưng linh áp trên thân cuốn lên một cái, hung hăng chụp về tên ma tộc cao lớn sau lưng. Bộp, bộp mấy tiếng vang lên, vị điều đề ma tộc bị ép cho thối lui về sau liên tiếp mấy bước, sắc mặt trở nên tím tái như gan lợn, hoảng sợ liền nói, không dám, lập tức cả người nhếch nhác quay đầu bỏ đi. Còn những tên ma tộc đứng xung quanh xem náo nhiệt sau khi bị ánh mắt sắc bén của Hàn Lập đảo qua thì kinh hãi trong lòng, không dám ở lại chỗ quốc ti chút nào, im lặng tản ra. Tiền bối cũng cần khối ma kim này sao, thế này vậy, xin trả 10 khối ma thạch rồi cầm lấy thứ này đi. Tên ma tộc béo lùn thấy tình hình này, vẻ ngoan độc trên mặt đã sớm không thấy tâm hơi, trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, dâng lên đồ vật trong tay. Hư, ngươi sợ cái gì chứ, thực sự nghĩ ta thân phận lớn hơn mà không thể trả cho ngươi một cái giá thỏa mãn sao hàn lập hừ lạnh một tiếng chợt phung một ống tay áo lên hút khối kim loại trắng đen lẫn lộn vào trong tay đồng thời cúi đầu cúi đầu bắt đầu xem xét không dám vãn bối tuyệt đối không dám suy nghĩ như thế tên ma tộc béo lùn nghe thế dù có hơi yên tâm hơn nhưng ngoài biểu hiện ngoài mặt vẫn cứ khúm núm không dám nhiều lời cũng khó trách lấy biểu hiện đáng sợ vừa rồi của hàn lập nếu muốn tiêu diệt hắn vốn dễ chỉ như nhấc tay cho nên hắn tình nguyện vứt bỏ khối dị ma kim cũng không muốn đắc tội với một cường giả luyện lư kỳ như vậy lúc này hàn lập không còn tiếp tục quan sát tên ma tộc béo lùn chút nào nữa chỉ lật qua lật lại không ngừng xem xét khối khoáng thạch trong tay nhưng ngoại trừ tinh quang lóe lên trong mắt thì trên mặt không có chút biểu tình nào đừng nói ta ỷ thế hiếp người cái phi kiếm này có thể xem như một kiện ma khí cao cấp thừa sức để đổi lấy khối dị ma kim này nhưng phải nói cho ta biết khối ma kim này người lấy được từ đâu Chương 2028 Quang Cầu và Lục Khí. Thanh phi kiếm phát ra ma khí kinh người này chính là một trong những chiến lợi phẩm Hàn Lập thu được khi đánh chết rất nhiều ma tôn ở linh giới. Nó vô dụng với Hàn Lập nên tất nhiên hắn sẽ vui lòng hào phóng lấy ra trao đổi khối khoáng thạch đang cầm trong tay. Đa Tạ Tiền Bối đã ban thưởng hậu hĩnh, khối dị ma kim này là do Vãn Bối đổi được từ một gã trong tộc, mà dường như trước đó cũng đã qua tay nhiều người nên cũng khó tìm ra được xuất xứ ban đầu của nó. Tên ma tộc béo lùn đón lấy phi kiếm, sau khi hướng thần niệm xem xét xong, trên mặt liền tràn đầy vẻ vui mừng, hướng về Hàn Lập liên tục nói cảm ơn. Vừa rồi hắn nói với tên điều đề tộc phải đổi một kiện ma khí cấp cao, hiển nhiên là có chút tham lam, nhưng hiện tại đã thực sự trao đổi được về tay nên trong lòng vui sướng như thế nào thì có thể hiểu được. Đối với tồn tại hóa thần kỳ như hắn, một kiện ma khí chính là thứ khó có được. Nếu như thế thì bỏ đi, một khối ma kim này chắc cũng đủ cho ta dùng rồi lông mày hàn lập nhướng lên nhưng ngay sau đó lại liền giãn ra nói nói xong câu này hắn cũng không định dừng lại thêm mục đích đã đạt được liền xoay người bỏ đi tên ma tộc béo lùn vốn còn muốn nhân cơ hội tạo thêm sự thân thiết nhưng thấy tình hình như vậy thì cũng không dám nói thêm cái gì nữa chỉ thành thật làm ra tư thế cung tiễn đã có thu hoạch nên ý định muốn lập tức rời đi của hàn lập tất nhiên sẽ bị vứt đi đâu mất sau đó trong vòng hai canh giờ hắn cẩn thận xem xét một lần tất cả những quầy hàng còn lại ở ngã tư Quả thật vì thế mà tìm được hai loại linh dược không có ở linh giới, giúp hắn đến gần hơn việc có thể luyện chế ra một loại đan dược có hiệu quả giúp ngưng tâm định thần cho tu sĩ hợp thể kỳ. Khi ăn vào, loại đan dược này có thể nhanh chóng giúp tăng một ít hiệu quả lĩnh ngộ tu luyện thần thông, xét về lâu dài quả thực có tác dụng không nhỏ. Phương thuốc của đan dược này Hàn Lập đã có từ lâu, chỉ là còn thiếu hai loại linh dược đã tuyệt tích ở linh giới từ lâu này, cho nên chưa thể luyện chế được. Vì có thu hoạch nên sau khi rời khỏi ngã tư, Hàn Lập hứng chí bừng bừng đến nhìn qua một số cửa hàng loại lớn ở xung quanh. Đáng tiếc là những thứ bán trong các cửa hàng này dường như đều để cho ma tộc cao dai sử dụng, cũng không còn phát hiện ra vật gì có giá trị với Hàn Lập. Mà lúc này, sắc trời cũng đã dần ảm đạm, người qua lại trên ngã tư cũng trở nên rất thưa thớt, các cửa hàng đều đóng chặt cửa, có vẻ như sắp đi vào trạng thái giới nghiêm ban đêm. Hàn Lập vì tiện tìm một nhà có chỗ để ngủ lại, thuê chọn một căn phòng kín độc lập, tạm thời ở trong đó. Sau khi bày ra vài tầng cấm chế trong mật thất, lúc này, hắn mới yên tâm lấy ra khối dị ma kim đoạt được lúc sáng, nâng lên trước mặt lặng lẽ quan sát. Sáng bóng, lấp lánh, nhưng bề mặt lại rất xù xì. Si. Nhưng kỳ lạ là vật này không những tỏa ra ma khí nồng đậm mà còn có một ít linh khí thuần khiết sen lẫn trong đó. Thì ra đây là một khối tài liệu hiếm có, chứa đồng thời cả linh khí và ma khí. Nhưng Hàn Lập mua khoáng thạch này về cũng không chỉ vì nguyên nhân đó. Sau khi trầm ngâm một hồi lâu, hắn đột nhiên ném khối khoáng thạch này bay lên lơ lửng trước người hắn, đồng thời một ngón tay điểm vào trong không trung. Một tiếng phốc vang lên, một luồng thanh quang chợt lóe lên, bay lướt đi, khối khoáng thạch liền vô thanh vô tức tách ra làm hai nửa, có một thứ gì đó bằng hạt đậu hiện ra ở giữa. Một tay Hàn Lập nhanh chóng chụp lấy một cái, một cỗ sức mạnh vô hình cuốn tới, vật lộ ra liền bị hút vào trong bàn tay hắn. Hàn Lập tập trung quan sát, rõ ràng đó là một thứ giống như một viên ngọc màu xám đục quả nhiên linh mục không có nhìn lầm bên trong còn dấu thứ khác chỉ là không biết có ích với ta không cần đánh giá cẩn thận lại một chút sau khi thoáng đánh giá tinh châu hàn lập lộ ra vẻ tươi cười nói khe khẽ tiếp đó hắn hướng thần niệm vào trong đó xem xét nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến đột nhiên ném tinh châu đang cầm trong tay ra một tiếng ầm vang lên tinh châu bị bắn ra lại đột nhiên phát ra tiếng nổ như sấm rền một luồng hơi thở đáng sợ tràn ra bốn phía hơn nữa, trên viên ngọc phun ra một cột sáng màu xám lớn chừng miệng chén, sau khi lóe lên, nó liền đánh lên cấm chế được bố trí ở nóc nhà. Cột sáng xé mấy lớp quần sáng ra như giấy vụn, rồi hung hăng đánh lên lớp cấm chế cuối cùng. Lúc này, cột sáng mới bị ngăn lại một chút, mà trong một lát cầm chân này, sắc mặt Hàn Lập sầm xuống, thân hình hắn nhoáng lên, đột nhiên xuất hiện phía trên cột sáng, ấn một bàn tay xuống dưới. Lập tức, một bàn tay to lớn màu vàng kim lấp lánh sáng ngời hiện ra tạm thời ngăn được cột sáng lại. Nhưng sắc mặt Hàn Lập vẫn không buông lỏng, sau khi năm ngón tay khẽ run lên, phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt, bàn tay cứng rắn đẩy cột sáng màu xám lui ra sau nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn được nó. Trên mặt Hàn Lập lúc đầu lộ ra vẻ giật mình nhưng sau đó liền sầm xuống, hắn hử một tiếng lạnh lẽo. Bàn tay kia liền lóe lên ánh vàng kim, rồi nhanh chóng trở nên to lớn hơn rất nhiều. Ống tay áo bị xé nát tung tóe, để lộ ra những chiếc vảy vàng rực rỡ năm ngón của bàn tay vàng kim khổng lồ từ từ nắm lại. Từng trận gầm rú vang lên, bốn phía xung quanh cột sáng xám trắng chợt xuất hiện một luồng sức mạnh trói buộc rất mạnh, trong nháy mắt nó đã bị ép lại thành một quang cầu có đường kính chừng vài thước, sau đó bị bàn tay vàng kim khổng lồ lóe lên chụp lấy. Lúc này, Hàn Lập lẩm bẩm trong miệng, mười ngón tay vàng kim trói lóa liên tiếp bắn ra từng đạo pháp quyết. Bàn tay vàng kim chợt trở, trở nên mờ ảo, rồi biến thành từng đọa phù văn màu vàng kim, bao phủ quang cầu màu xám trắng lại chỉ trong nháy mắt quang cầu vốn đang co giãn không ngừng giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào chợt nằm im yên ắng không phát ra một âm thanh nào nữa vẻ mặt hàn lập bây giờ mới buông lỏng sau khi người khẽ động quay trở lại trên mặt đất giơ tay vẫy một cái quang cầu liền rơi xuống nằm gọn trong lòng bàn tay hàn lập uy lực ẩn chứa trong quả cầu này thật sự không nhỏ dù là hàn lập khi chưa dùng phạm thánh chân ma công cũng suýt chút nữa đã không thể cầm cự nhưng bây giờ sau khi Hàn Lập đã thi triển thuật cấm chế lại trở nên im ắng vô cùng, không nhìn ra tí nào vẻ đáng sợ vừa rồi. Hàn Lập nhấc tay nang quang cầu lên, trao mày nhìn quang cầu chầm chầm không nói gì. Đối với hắn mà nói, quả thực uy lực của quang cầu mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng nhưng thứ gì tạo ra năng lượng của nó mới là tối quan trọng. Sở dĩ, lúc trước Hàn Lập không chút do so dự hào phóng mua khối dị ma kim từ trong tay tên ma tộc kia không chỉ vì hắn dùng linh mục thấy được có vật khác ở trong ma kim mà còn vì trong thần niệm cậu hắn có một tia cảm ứng huyền diệu giá trị của vật ấy không nhỏ mà dường như cũng rất quan trọng với hắn loại tồn tại có tu vị đạt đến đến cảnh giới như hàn lập tất nhiên sẽ cực kỳ coi trọng cảm ứng trong lòng ngay cả dù rất ít khi xuất hiện cảm ứng khi có khi không thì vẫn không dám xem nhẹ tuy lúc nãy hắn hướng thần niệm dò xét qua trên tinh châu rồi liền hoảng sợ lui ra nhưng vẫn cảm ứng được chút gì đó tuy vậy muốn thực sự có đáp án thì còn cần dùng thần niệm tra xét một phen nữa nhưng mà năng lượng của quang cầu có kết cấu thực sự vô cùng kỳ dị hình như chỉ cần thần niệm vừa tiếp xúc sẽ lập tức trở nên cuồng bạo vô cùng điều này khiến vấn đề đang đơn giản trở nên khó khăn hơn nhiều sau khi nhanh chóng ổn định lại tinh thần hàn lập bỗng nhiên hít sâu một hơi trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng đồng thời đem vận hành đại diễn quyết và luyện thần thuật làm cho thần niệm thoáng chốc tăng lên quá nửa sau đó lánh lam trong hai mắt hắn chấp lóe không ngừng vang lên những tiếng suy suy rất lớn từ mắt hắn từng sợi trong suốt lấp lánh bắn ra nhanh rồi lóe lên tiến vào trong quang cầu đang bị chế trụ. Đó chính là hình thái thực thể hóa của thần niệm, có tầm hơn trăm cái, từ đó có thể thấy thần niệm của Hàn Lập đã mạnh mẽ đến một trình độ đáng sợ như thế nào. Trong nháy mắt, ngay khi ca tia sáng tiến vào trong, quang cầu khẽ run lên, phát ra âm thanh ong ong trầm thấp, báo hiện dấu hiệu bất ổn. Nhìn thấy vậy, Hàn Lập liền thúc giục pháp quyết, trong nháy mắt, những kim văn đang bao phủ quang cầu kia sáng rực lên, hình thành một tấm lưới màu vàng, siết chặt vào bên trong quang cầu vốn đang dục dịch liền khôi phục lại yên tĩnh trong nháy mắt hàn lập liền thả lỏng căng thẳng trong lòng một chút sau khi nhắm hai mắt lại thần niệm bắt đầu tra xét chi tiết quang cầu một lát công phu sau đầu tiên trên mặt hắn lộ ra một chút ngạc nhiên nhưng sau khi khẽ hô lên lại được thay bằng vẻ mặt mừng như điên tuy thế loại biểu tình mừng như điên đó cũng chỉ duy trì được một chút rồi trên mặt hắn biến thành có phần hoang mang cuối cùng là sắc mặt hoàn trầm âm trầm khó đoán hàn lập chậm rãi mở hai mắt ra nhưng mày cũng nhíu chặt dựng lên. Trên đời thực sự có thứ có thể đem ma khí và linh khí dung hợp lại hoàn toàn ư, quả là chuyện đời khó đoán. Nếu thật là như vậy, thứ đó chẳng phải sinh ra là để chuẩn bị cho phạm thánh chân ma công sao, vậy chắc là không cần luyện hóa cũng dễ dàng chuyển hóa thành pháp lực của bản thân ta. Nhưng đời này có chuyện dễ dàng như thế sao? Hơn nữa, dường như trên các điển tịch cũng không có ghi lại gì liên quan. Hàn Lập thì thào tự nói, dường như đang trần chờ. Quên đi, cứ thử đã rồi xem thế nào. Sự do dự của Hàn Lập cũng không kéo dài được bao lâu, trong lòng hắn đã có quyết định. Chỉ thấy hắn hướng về quang cầu, miệng niệm chú ngữ, pháp quyết trong tay không ngừng biến ảo, rồi một ngón tay chợt điểm một cái. Mặt ngoài quang cầu đang bị vô số kim văn bảo vây chợt uốn éo biến dạng, rốt cục sau khi lóe lên, đã có một phần bị tách ra. Ngay khi phần nhỏ này chưa nổ tan tành, Hàn Lập ngừng đọc chú ngữ, một bay tay phóng ra như chớp, tóm lấy nó. Sau đó, Toàn thân hắn chấp động kim quang, vận khởi phạm thánh chân ma công. Một bóng mờ màu vàng, lớn tầm một trượng hiên ra sau lưng hắn, rồi nó dần trở nên rõ ràng kỳ lạ. Cùng lúc đó, khối quang cầu xám trắng trong tay hắn lại dần thu nhỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong thời gian một lần hít thở, khối quang cầu kia liền biến mất biệt tích. Quả nhiên giống như dự đoán, chân nguyên trong cơ thể đã tăng thêm một chút. Nếu hấp thu toàn bộ cả khối thì chắc mức độ tăng lên sẽ rất đáng kinh ngạc sao? Hàn Lập cũng không kìm chế được hưng phấn trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ vui mừng tràn đầy trong mắt. Nhưng mà đây là cái gì? Rõ ràng không hề có chút tạp chất nào, mà tại sao sau khi chuyển hóa lại có thêm thứ này? Ngay sau đó, Hàn Lập chợt dựng thẳng một ngón tay lên, tự nói với chính mình một tiếng. Ở đầu ngón tay xuất hiện dao động, một đám lục khí mỏng gần như không thể thấy vụt sông ra. chương 2029, Hội đấu giá của ma tộc. Hàn Lập nhìn chăm chú trong chốc lát, chợt đuôi lông mày hắn nhảy dựng lên phốc một tiếng bỗng một ngọn ngân sắc hỏa diễm bùng lên trên đầu ngón tay của hắn ngân sắc hỏa diễm liền bao lấy luồng lục khí nhỏ này nhưng mặc cho ngân diễm cuồn cuộn thiêu đốt như thế nào đi chăng nữa thì lục khí vẫn nằm bất động ở trên đầu ngón tay của hắn mà không hề có chút biến đổi nào tựa như nó đang tỏ vẻ không hề để tâm tới việc này khuôn mặt hàn lập khẽ biến ngón tay hắn nhoáng lên một cái ngân sắc hỏa diễm cũng tản đi rồi biến mất tiếp đó hắn lại khẽ búng ngón tay một cái Luồng lục khí liền biến thành một đạo lục mang bắn ra xa, sau đó lóe một cái đã xuyên thủng qua quang mạc trên vách tường, tựa như không gì mà nó không phá được. Hàn Lập thấy vậy thì hơi ngẩn người, vừa rồi chẳng qua hắn mới chỉ khẽ vẩy đám lục khí vô danh này ra ngoài mà thôi, nhưng chỉ hơi dùng một chút pháp lực mà nó đã có uy năng đáng sợ đến vậy. Đang lúc hắn còn đang hết sức kinh ngạc thì đột nhiên trước người bỗng xuất hiện dao động, một tiếng xé gió lớn vang lên, đạo lục mang kia bóng quỷ dị xuất hiện trong hư không rồi bắn thẳng về phía Hàn Lập. Hàn Lập đương nhiên bị giật mình, nhưng động tác của hắn không hề có chút do dự, một bàn tay của hắn bỗng bừng sáng kim quang rồi chụp tới phụ cận bắt lấy lục mang vào trong lòng bàn tay. Một khắc sau đó, sắc mặt hắn lại trở nên hết sức khó coi bởi khi xòe tay ra thì trong lòng bàn tay của hắn lại hoàn toàn trống rỗng. Đám lục mang kia hoàn toàn không coi sự mạnh mẽ của nhục thân hắn vào đâu mà chui thẳng vào trong lòng bàn tay hắn như không hề gặp phải trở ngại gì. Thần niệm hàn lập khẽ động, hắn lập tức nội thị xem phía trong thân thể một chút, Kết quả hắn phát hiện luồng lục khí kia đã đàng hoàng lưu lại trong đan điền của hắn mà không hề có dị động nào khác nữa. Chân mày hàn lập cao lại, dẫn pháp lực tập trung vào bàn tay, một cỗ chân nguyên khổng lồ khẽ quần lấy lục khí rồi lại tiếp tục bước nó ra ngoài thân thể một lần nữa. Lần này, khi lục khí vừa mới rời xa khỏi thân thể chừng vài thước đã thấy nó bắn trở lại y như trước đó. Chân nguyên chi lực bao vây lấy nó thậm chí không thể ngăn cản được nó một chút nào. Hàn lập phát lạnh trong lòng, kim quang phía ngoài cơ thể bừng sáng, Linh quang hộ thể trong chớp mắt ngưng tụ thành một tầng quang mạc kim sắc, đồng thời lam mang trong hai mắt bùng lên, hắn chăm chú nhìn không rời mắt về phía Lục Mang đang bắn về phía hắn kia. Một tiếng phốc khẽ vang lên, kim quang hộ thể thoáng cái đã bị Lục Mang vượt qua như không hề tồn tại, một luồng lục khí đã quỷ dị xuất hiện ở trong đan điền của hắn. Thấy kết quả này, Hàn Lập thật sự có vài phần hoảng sợ. Khoảng thời gian sau đó, Bất kể hắn vận dụng thủ đoạn hay thần thông nào đi chăng nữa cũng không thể tách rời khỏi lục khí chứ chưa nói gì tới tiêu diệt hay luyện hóa nó. Điểm lục khí này cứ như là đã coi thân thể của hắn là chỗ ở của nó, bất kể bị ép ra ngoài thân thể hay là dùng loại cấm chế nào phong ấn nó đi nữa thì trong nháy mắt nó cũng sẽ phá không biến mất mà một lần nữa trở về trong thân thể của hắn cứ như là giòi đã ăn vào xương vậy. Khi Hàn Lập vận dụng bảo vật như Tử Ngôn đỉnh mà cũng không tài nào vây khốn luồng lục khí quỷ dị này thì sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi mặc dù hiện giờ hắn không nhìn ra được sợi lục khí kia có nguy hại gì cho thân thể hắn hay không nhưng sao hắn lại bằng lòng để cho một dị vật như thế sờ sờ tồn tại trong cơ thể của hắn được thứ này lần nào cũng có thể quay trở về mà không hề sai sót mặc cho hắn tránh né thế nào cũng không thoát khỏi nó được xem ra hẳn là nó đã tỏa định thần hồn ấn ký rồi mới đúng nếu quả thực đã như vậy thì hắn cũng chỉ có thể nếm thử một phương pháp cuối cùng thần sắc hàn lập ngưng trọng suy nghĩ một hồi rồi hai tay bấm niệm pháp quyết bắt đầu niệm chú Đồng thời khi tiếng niệm chú vang lên thì pháp tướng ba đầu sáu tay trước đó lơ lửng ở phía sau người hắn cũng bừng sáng kim quang rồi như biến thành thực thể, tiếp đó lại lơ lửng trong không trung. Hàn Lập khẽ quát một tiếng, một bàn tay hắn vỗ nhanh như chớp vào thiên linh cái. Một tiếng trầm đục vang lên, từ thiên linh cái của hắn có một đoàn hắc quang bắn ra, tiếp đó cũng lóe lên rồi chui vào trong kim thân mất hút. Ở bên trong hắc quang mơ hồ có một anh nhi cả người đen nhánh, đó chính là đệ nhị ma anh của Hàn Lập. Mà lúc này một ngón tay của hàn lập khẽ điểm về phía kim thân trong không trung cũng thúc giục chân nguyên bên trong cơ thể một lần nữa lục mang lại kêu vang rồi bắn ra cũng loáng cái đã chui vào trong kim thân rồi tiến vào bên trong thể nội của đệ nhị ma anh đồng dạng nằm yên vị ở đan điền lần này cỗ lục khí này cũng đã ngoan ngoãn nằm yên ở nơi này mà không có dấu hiệu quay trở lại cơ thể của hàn lập nữa rồi hàn lập thấy vậy thì thở phào một hơi thân sắc của hắn rốt cuộc cũng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút có điều hắn cũng vẫn chưa dừng tay mà lại tiếp tục lấy cả 10 ngón tay liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết về phía kim thân. Mà anh đang nương náu bên trong kim thân thoạt nhìn như đang lẳng lặng ngồi khoanh chân bất động nhưng ma khí bên trong cơ thể lại đang quay cuồng rồi huyễn hóa ra từng đạo phù lục màu đen bao bọc lấy luồng lục khí kia, trong nháy mắt đã hình thành một viên tinh cầu màu đen phong ấn lấy lục khí ở bên trong. Sau đó kim thân bỗng dừng vỡ vụn ra rồi biến mất, đệ nhị ma anh trực tiếp hiện ra. Thần sắc ma anh bình tĩnh chập hai tay lại, tinh cầu màu đen kia hiện ra không một tiếng động bị nó ôm lấy, sau đó nó rơi từ trên không trung xuống rồi hóa thành một đoàn hắc quang chui vào trong thân thể của Hàn Lập. Hàn Lập xem qua tình hình của đệ nhị ma anh, sau khi biết nó không có việc gì cũng thật sự an tâm. Mặc dù nhất thời không có cách nào khu trục triệt để được lục khí kia nhưng để nó dưới sự theo dõi của đệ nhị ma anh hẳn là không có gì đáng ngại, chỉ cần sau này hắn tìm được phương pháp loại bỏ hoặc luyện hóa thì có thể giải quyết luôn một lần cho xong có điều trong thời gian tới lại không thể tùy tiện vận dụng ma anh để tránh lục khí sinh ra dị biến gì khác. Tâm niệm hàn lập xoay chuyển, ánh mắt hắn một lần nữa lại chuyển xuống quang đoàn đang bị kim văn bao bọc kia. Vừa rồi hắn mới hấp thu một bộ phận của nó, còn chưa được đến một phần mười nhưng có vẻ như chân nguyên đã tăng tới 7, 8 năm khổ tu rồi, nếu như có thể chuyển toàn bộ quang đoàn này thành chân nguyên có thể tiết kiệm cho hắn hơn trăm năm tu luyện. Hiệu quả kinh người như thế đương nhiên hắn không thể nào bỏ qua được. Sau khi Hàn Lập trầm ngâm một chút thì khẽ vung tay áo lên, từ trong đó có một đoàn kim quang bay ra, đó là một cái bình cổ cổ nhỏ lấp lánh ánh kim. Sau khi nó dốc ngược xuống thì từ miệng bình phun ra một cỗ ngũ sắc quang hà bao lấy quang đoàn màu xám trắng rồi hút nó vào trong. Cuối cùng cái bình lại khẽ run lên rồi bị Hàn Lập cẩn thận thu vào trong tay áo. Trong lòng hắn đã có quyết định, mặc dù lai lịch của tinh châu này vô cùng kỳ lạ nhưng sau này phải tích cực tìm kiếm nó ở trong ma giới nhiều hơn, nếu có thể tìm được số lượng đủ lớn, đồng thời cũng giải quyết xong hậu hoạn từ lục khí quỷ gì kia thì nói không chừng tu vi của hắn có thể đạt đến cảnh giới hợp thể hậu kỳ đại viên mãn, đây chính là một bước lên trời rồi. Nếu nói như vậy, đây thật sự là cơ duyên trời ban rồi. Hàn lập hưng phấn nghĩ bụng, một lần nữa hắn khoát tay nhặt lên tinh châu đã phun ra hồi bạch quang đoàn, đưa thần niệm vào giả soát bên trong thì thấy giống tuếch, cỗ năng lượng quỷ gì kia đã hoàn toàn tiết ra hết sạch. Sau khi trần chờ một chút, hắn vẫn thu tinh châu cùng với mảnh dị ma kim bị chia làm hai nửa vào trong chữ vật trạc nói không chừng hắn còn có cơ hội tìm được xuất xứ thực sự của quang đoàn màu xám trắng từ những thứ này nữa thì sao nhưng hồi bạch quang đoàn cho dù có hiệu quả nghịch thiên cho phép chuyển trực tiếp nó thành chân nguyên nhưng có thể thực sự áp dụng nó có lẽ ngoại trừ những người tu luyện công pháp đặc thù như phạm thánh chân ma công gia thì những người khác cho dù có thể tìm được cũng không dùng được công pháp khác cho phép đồng thời chuyển hóa hai loại năng lượng linh ma của thiên địa ngay cả ở ma giới có có đi chăng nữa như tuyệt đối là vô cùng ít ỏi. Đừng nói là những kẻ tu luyện kỳ công như vậy có thể có được linh mục thần thông như Hàn Lập để phát hiện sự tồn tại của tinh châu, lại còn có cơ duyên xảo hợp mà có được một chút cảm ứng huyền diệu đối với thần thức, để từ đó cảm ứng được cỗ năng lượng ẩn chứa trong tinh châu này. Đối với thu hoạch hôm nay Hàn Lập vô cùng hài lòng, sau khi kiểm tra xong hết tất cả, hắn bắt đầu nhắm mắt đả tọa nghỉ ngơi dưỡng sức hắn chuẩn bị để mấy ngày sau đó nhất định phải đi xem qua hết tất cả các cửa hàng trong huyết nha thành một lượt, một mặt xem có thu hoạch ở phương diện khác hay không, hay là để xem trong những dị ma kim khác có thể tìm được những thứ như tinh châu này hay không. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Lập mang thần sắc bình tĩnh đi ra khỏi nơi ở, bắt đầu đi dọc theo những con đường của huyết nha thành, tới từng cửa hàng một chậm rãi xem xét. Tòa huyết nhà thành này cho dù không thể nào so sánh với thành trì trong suy nghĩ của nhân tộc nhưng số lượng cửa hàng cũng đạt tới mấy ngàn. Hắn mất tới gần hai ngày mới đảo qua được non nửa số cửa hàng của nó, trong số đó cũng có không ít thu hoạch ngoài ý muốn, mà cũng tìm được một ít dị ma kim nhưng không hề có tung tích của những thứ tương tự như tinh châu cũng như cỗ năng lượng quỷ dị ẩn chứa bên trong nó. Bên trong những dị ma kim khác mà hắn tìm được căn bản không tìm thấy viên tinh châu thứ hai, mà viên tinh châu ban đầu kia cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở bên trong dị ma kim nữa đối với việc này hàn lập cũng không mấy nản lòng bởi dù sao những thứ cho phép trực tiếp tăng tiến tu vi chân nguyên như thế này nguyên bản cũng cần phải có chút cơ duyên lớn mới có được nếu thật sự để hắn dễ dàng tìm được quá nhiều ở trong thành thì trái lại lại khiến hắn có hơi khó tin nhưng chuyện có liên quan đến việc thành này sắp cử hành một buổi đấu giá thì hàn lập lại rất dễ dàng dò la được rõ ràng lần đấu giá này vốn dĩ là huyết nha thành cứ nửa năm lại cử hành một lần mà lần nào cũng đều có rất nhiều ma tộc cao dai dừng chân hoặc qua đường ở nơi này đưa ra rất nhiều vật phẩm chân quý để đấu giá, chân phẩm cũng từng xuất hiện không ít. Đặc biệt là những người có nhiều thu hoạch ở Thảo Nguyên cũng thường đem đấu giá luôn một số tài liệu ma thú vô dụng ở huyết nha thành sau đó đổi thành đan dược và ma khí hữu dụng rồi một lần nữa lại tiến vào trong Thảo Nguyên tiếp tục bắt giết các loại ma thú, nhờ đó mà tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Còn lần đấu giá này là do thú triều bộc phát ngoài ý muốn khiến số lượng ma tộc cao dai tràn vào trong thành vượt xa lúc bình thường, Điều này dẫn đến những vật được đưa ra đấu giá bất kể là về chất lượng hay số lượng cũng vượt trội hơn hẳn nhiều lần đấu giá trước kia, nghe nói thậm chí sẽ xuất hiện vài kiện thông thiên ma khí cùng vài loại tài liệu với bảo vật chỉ có thể thấy trong truyền thuyết mà thôi. Hàn Lập đương nhiên cũng cảm thấy có chút hứng thú đối với việc này, hắn cũng chuẩn bị đến thời điểm đó sẽ tham gia lần đấu giá này. Một mặt hắn muốn xem xem ở trong buổi đấu giá đó có thể có thứ mà hắn muốn hay không, mặt khác hắn chuẩn bị đưa những thứ ma khí vô dụng trong tay mình đi đấu giá hết để đổi về một số ma thạch mặc dù những thứ ma thạch này căn bản vô dụng đối với việc tu luyện của hắn nhưng nếu hắn dự định ở lại ma giới mười mấy năm thậm chí là mấy mươi năm thì việc phải đổi lấy ma thạch đương nhiên là chuyện cần phải làm buổi đấu giá dự định sẽ tổ chức sau 3 ngày kể từ khi hắn biết được tin tức bởi vậy sau khi hắn xem qua hết bảy tám phần các cửa hàng ở trong thành thì cũng vừa lúc buổi đấu giá bắt đầu được tổ chức địa điểm là ở trong một cung điện khổng lồ ở một góc của huyết nha thành sau khi hàn lập tìm một kiện áo choàng có khả năng che giấu hình dáng cũng hơi biến đổi khí tức trên người thì tùy tiện giao cho vệ sĩ ma tộc canh cửa mấy khối ma thạch rồi đi theo đông đảo ma tộc khác tiến vào trong phòng đấu giá. Toàn bộ phòng đấu giá có hình tròn, hơn nữa những bậc thang từ cao xuống thấp tạo thành hình cái phễu có vẻ thô kệch vô cùng. Ở trong sân, ngoại trừ từng cái ghế băng hình tròn màu xanh ra thì cũng chỉ có một thạch đài vuông vắn đen thui ở giữa trung tâm, ở trên vách tường bốn phía đều có chạm khắc đồ án một số quái thú không biết tên. Mặc dù thoạt nhìn sân này không nhỏ nhưng mới chỉ qua thời gian một khắc đồng hồ đã bị vô số ma tộc cao dai ngồi chen chúc nhau, ít nhất cũng phải đến 3, 4 ngàn người. Ở trong số những tên ma tộc cao dai này có không ít tên cũng mang cùng một loại áo choàng như của Hàn Lập hoặc trực tiếp dùng ma khí cuồn cuộn để che đi mặt mũi vốn có của mình. Điều này khiến cho Hàn Lập ở trong đám này cũng không thể nhìn rõ được chút nào. Lại qua một lúc, khi khắp cả sân cơ hồ không còn một chỗ trống nào nữa thì có một tiếng ho nhẹ truyền đến, từ bên dưới cung điện có một cánh cửa nhỏ mở ra, có một bóng người từ đó bước ra rồi chậm rãi đi về phía thạch đài vuông vắn ở trung tâm. Trên sân vốn có đang có tiếng gì rầm tức thì trở nên yên lặng như tờ. Chương 2030, ám huyết ngũ sắc linh. Linh linh, cái chuông, đây là một tên ma nhân già nua với khuôn mặt ngăm đen, trên trán có một nếp nhăn thật sâu. Với vẻ mặt bình tĩnh, hắn đi đến trước bục đá, ánh mắt quét về phía xung quanh đột nhiên một luồng khí thức đáng sợ từ trên người tỏa ra làm cho không ít ma tộc có tu vi kém bị tác động sắc mặt hơi thay đổi lão ma nhân này đúng là một tên luyện hư hậu kỳ đại thành gần như chỉ kém nửa bước chân là có thể bước vào cảnh giới hợp thể rồi ở địa phương như huyết nha thành ngoại trừ đám tu sĩ nhân tộc hàn lập ra tu vi kinh người như thế không dám nói là không dưới ai nhưng khi nhắc đến cũng có vài người ít ỏi tại hạ là việt liên thiên là một trong những trưởng lão của huyết nha thành tin chắc hẳn là có không ít đạo hữu ở đây nhận ra. Ở hội đấu giá này, Việt Mỗ đáp ứng lời mời của chủ nhân nơi đây, đảm nhiệm trọng trách chủ trì, hy vọng các vị đạo hữu có thể nể mặt tại hạ tuân thủ những quy tắc của hội đấu giá lần này, nếu không cũng đừng trách đến lúc đó Việt Mỗ trở mặt vô tình. Còn 8 vị đạo hữu này chính là vệ sĩ chấp pháp của hội đấu giá. Tin rằng có bọn họ ở đây, chúng ta sẽ tuyệt đối không cần lo lắng về sự an toàn của hội đấu giá. Tên ma nhân già nua thản nhiên mở lời, và khi vừa dứt lời, Hai tay vỗ nhẹ vài cái. Ngay tức khắc, từ hàng ghế ngồi phía trước, tám tên ma nhân luyện hư sơ, trung kỳ giữ tợn bỗng chốc đứng lên rồi đi về bục đá và dừng lại xung quanh, nét mặt không chút biểu tình. Huyết thủ kinh vân, thiết phá hồn, khi ma tộc xung quanh nhìn thấy rõ bộ mặt của tám tên ma tộc này, không ít người hút một ngụm khí lạnh, xôn xao một lát. Rõ ràng là những người này có tên tuổi không nhỏ ở huyết nha thành, rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của tám người bọn họ đều mang theo một chút kính sợ. Hàn Lập đương nhiên sẽ không có phản ứng kinh ngạc gì đối với tám tên luyện hư, trái lại, ánh mắt đảo về phía phụ cận, muốn xem xem đám người lũng ra lão tổ có tham gia hội đấu giá này hay không. Vì đề phòng có ma tộc cấp ma tôn âm thầm tham gia hội đấu giá lần này, Hàn Lập không hề vận dụng thần niệm khổng lồ, chỉ dựa vào thần thông linh mục trực tiếp quan sát một vài ma tộc ăn mặc khả nghi. Nhưng sau khi đảo qua một lần cũng không phát hiện được gì. Chẳng lẽ đám linh tộc và những người khác đều chưa đến tham gia hội đấu ra lần này? trong lòng hàn lập cảm thấy có chút kỳ quái kể từ sau khi tách ra quả thật là hắn chưa hề gặp lại những người khác ở trong thành bất kể là lúng gia lão tổ hay những người khác dường như đều có mục tiêu nên đã che giấu hành tung lúc này lão ma nhân trầm giọng tuyên bố bắt đầu hội đấu giá một cánh cửa điện mở ra một loạt nữ tử ma tộc tay bê khay đi ra từ đó dáng người các nàng thướt tha dừng lại ở phía sau việt liên thiên lão ma nhân cũng không quay đầu lại mà vẫy tay một cái ngay tức khắc, một nữ tử cung kính đi lên vài bước, nâng chiếc khay trong tay lên. Đỉnh dai ma khí ám huyết ngũ sắc linh, được tạo thành bởi năm cái huyết ma linh, trong lúc đối địch có thể sử dụng năm loại hiệu quả khác nhau gồm mê hồn, kịch độc, làm chậm, sôi máu, ảo ảnh, giá quy định là 500 vạn ma thạch. Lão già vén tấm vải bố màu đen trên chiếc khay lên, bình tĩnh nói. Trên khay lộ ra năm chiếc chuông màu bạc có kích thước tầm ngón tay cái, mặt ngoài giải rác ma văn đen nhạt, bị một cái vòng màu vàng sâu chuỗi lại với nhau. Cái gì, không ngờ lại là ám huyết linh. Tên tuổi của bảo vật này cho dù trong các loại đỉnh dai ma khí cũng có thể xếp ở 10 hạng đầu. Nhưng bảo vật này chỉ có ám đại sư ở Hải Vân Sơn mới có thể luyện chế ra, sao lại xuất hiện ở địa phương xa xôi như huyết nha thành này. Quan tâm làm gì, chỉ cần bảo vật này xuất hiện, hội đấu giá lần này sẽ đáng giá đây. Ngay từ đầu đã là trọng bảo này, không biết phía sau sẽ còn xuất hiện những vật vô giá nào nữa. Ám huyết linh vừa xuất hiện đã khiến mọi người trong điện phủ bàn luận náo nhiệt, hơn phân nửa đều hướng về bộ ma linh này, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ cùng tham lam. Hàn Lập vừa nghe đến tên của bảo vật này cũng hơi ngẩn ra. Ám huyết ngũ sắc linh, sao bảo vật này nghe có vẻ quen thuộc như vậy, dường như đã nghe nói qua ở nơi nào đó. Hàn Lập ngồi trên ghế đá, không khỏi trầm ngâm một chút. Mà lúc này, phiên đấu giá kiện ma khí này trong nháy mắt trở nên sôi động trong những tiếng ra giá. 500 vạn, 600 vạn, 800 vạn, 1.100 vạn, cũng chỉ là một kiện đỉnh giai bảo vật thế nhưng giá đưa ra trước mắt đã tăng hơn ngàn vạn. Điều này khiến Hàn Lập cũng không khỏi thầm giật mình. Phải biết rằng sau mấy ngày nghe ngóng về giá cả ở huyết ma giới, một kiện đỉnh giai ma khí bình thường cùng lắm cũng chỉ có giá 2-300 vạn ma thạch. Cái ám huyết ngũ sắc linh này thoáng chốc đã tăng hơn 5 lần, mà dường như còn lâu mới ngừng lại. Ồ, ám huyết ngũ sắc linh, lưu ly li ngũ diệu linh, đây chẳng phải là tên một kiện bảo vật được ghi lại trong trang huyền thiên luyện khí thuật kia hay sao? Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng Hàn Lập cũng nhớ đến tên một vật tương tự. Năm đó hắn đạt được một trang tiên giới luyện khí thuật trong Kim Khuyết Ngọc Thư, ngoại trừ ghi chép lại phương pháp luyện chế nguyên hợp ngũ cực sơn, ngoài ra còn ghi lại phương pháp luyện chế một vài loại hậu thiên huyền thiên chi bảo, mà lưu ly ngũ diệu linh chính là một trong số đó. Xong, mặc dù Hàn Lập biết cách luyện chế huyền bảo này nhưng trong tay căn bản không có những tài liệu của tiên giới, những thứ chỉ mới nghe thấy mà chưa có ai gặp qua, cũng chỉ có thể thở dài rồi bỏ chúng sang một bên mà sau khi nghe được hiệu quả của ám huyết ngũ sắc linh này lại giống hệt với thần thông kinh người của lưu ly ngũ diệu linh lúc này hắn mới nghe tên của kiện ma khí này đột nhiên nhớ đến việc này chẳng lẽ thuần túy chỉ là trùng hợp hay là cũng có người ở ma giới biết phương pháp luyện chế huyền bảo này do đó tình cờ luyện chế ra phòng chế phẩm hàn lập không khỏi âm thầm cân nhắc một chút nhưng đáng tiếc là dù hắn đã giao một đống ma khí cho phòng đấu giá để bán đấu giá vào hai ngày trước hắn cũng chỉ có trong tay gần ngàn vạn ma thạch rõ ràng là không đủ để đấu giá kiện đỉnh giai ma khí trước mắt này hơn nữa tuy rằng vật ấy có thần thông kỳ là cũng chỉ là một kiện đỉnh giai ma khí cũng không có trọng dùng gì đối với hắn cho dù đoạt được nhiều lắm chỉ có thể dùng để tham khảo nghiên cứu cách dùng cho nên lúc này hàn lập cũng chỉ có thể kìm nén những nghi ngờ trong lòng chờ xem bảo vật này rơi vào tay ai cuối cùng kiện ma khí đại danh lưỡng lẫy ở ma giới này bị một gã ma tộc bao phủ bởi thanh quang mang theo một cái mặt nạ mặt quỷ màu bạc thần bí đoạt được sau khi bỏ ra mức giá kinh người 1.500 vạn. Điều này khiến cho không ít cao dai ma tộc ở đây đều có chút bất hảo, không ngừng âm thầm đánh giá. Nhưng tên ma nhân che giấu tướng mạo này từ tay giao ma thạch cho lão ma nhân ngay tại chỗ, sau khi lấy được ám huyết ngũ sắc linh căn bản không có ý tiếp tục ở lại, lập tức nghênh ngang rời khỏi phòng đấu giá. Ngay cả không ít ma tộc ở đây âm thầm tính toàn chủ ý khác trong lòng, nhưng trước mắt bao nhiêu người cũng không lập tức đi theo ra ngoài. Chỉ có một vài tên ma tộc cũng đã che giấu tướng mạo rời khỏi chỗ ngồi, không chút kiêng rẻ đi theo ra ngoài. Mà Việt Liên Thiên coi như không nhìn thấy những điều này, tiếp tục giơ tay kéo tấm vải bố trên chiếc khay trong tay nữ tử thứ hai, lộ ra một khối tinh thạch màu lam trong suốt to khoảng nắm tay, cũng tỏa ra hàn khí kinh người. Một cái tinh hạch của ma thú hiếm thấy băng bảo thú, có thể dùng để luyện chế ma khí băng hệ quý hiếm hoặc luyện chế một vài loại đan dược có công dụng đặc thù, giá quy định là 200 vạn ma thạch. Lão già ma nhân nâng tinh hạch màu lam lên, không chút do dự nói: "230 vạn, 250 vạn, giá cả của tinh hạch ma thú này tuy rằng không thể so được với ám huyết ngũ sắc linh, nhưng lại là tài liệu quý hiếm mà một vài ma tộc cần, một khi xuất hiện, lập tức có mười mấy người cùng tranh đoạt." Sau cùng bị một tên ma tộc có vóc dáng gầy yếu đưa ra giá hơn 400 vạn đoạt được. Thời gian kế tiếp, lão già ma nhân Việt Liên Thiên kia lần lượt mở những chiếc khay ra, sau khi tất cả đều được bán thì lập tức thay một đám nữ tử ma tộc khác mang những vật phẩm đấu giá khác lên. Hội đấu giá này quả thật không khác lắm với hội đấu giá ở linh giới, phần lớn là các loại tài liệu như khoáng thạch, linh thảo đan dược, thì thoảng lại xen kẽ một vài ma khí có phẩm chất, công hiệu bất phàm. Hàn Lập vẫn lặng lặng ngồi quan sát từng kiện từng kiện vật phẩm bị những ma tộc khác đấu giá được, trên mặt không chút biểu tình, từ đầu đến cuối không có ý định tham gia vào. Khi vài món ma khí hắn đưa ra được đấu giá với giá cả không thấp, trên khóe miệng mới hơi lộ ra một nụ cười. Chỉ có điều, bất kể loại vật phẩm đưa ra đấu giá nào sau đó cũng không thể có mức giá kinh người như kiện ma khí đầu tiên. Giá cả cao nhất trong đó cũng chỉ là một viên đan dược nghe nói có thể tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh ma công luyện hư kỳ. Tuy rằng chỉ tăng nửa thành nhưng vẫn được ra giá 1.300 vạn ma thạch. Tốt lắm, dưới đây là thời điểm sau cùng của cuộc đấu giá. Ha ha, lúc này chỉ có hai kiện vật phẩm áp trục nhưng ta cam đoan giá trị mỗi kiện đều không dưới ám huyết ngũ sắc linh, thậm chí theo phương diện nào đó còn có giá trị cao hơn. Việt Liên Thiên lộ ra vẻ thần bí nói, lúc này, hai nữ tử ma tộc dung mạo kinh người, khí chất bất phàm cuối cùng cũng đi ra từ cửa điện. Lúc này đây, hai nữ tử cũng không bưng khay mà một người cầm một hộp gỗ màu lục dài một thước, một người thì hai tay trống không. Đông đảo ma tộc tham gia hội đấu giá thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt hứng thú. Việt Liên Thiên khoát tay trực tiếp hút cái hộp gỗ trong tay một nữ tử đến đây rồi mở nắp hộp ra bên trong lẳng lặng đặt một khối vật phẩm mập mờ có hình dáng viên gạch. Một khối thánh chuyên, bên trong ghi lại nhiều loại công pháp của khớp linh thánh tổ 200 vạn năm trước, giá quy định là 3.000 vạn ma thạch. Lão già ma nhân cẩn thận lấy vật phẩm bên trong ra, hai tay giơ lên cao, hít sâu một hơi rồi lớn tiếng nói. Cái gì, khớp linh thánh tổ? Chẳng lẽ chính là vị thánh tổ đại nhân mà năm đó chỉ đứng sau tam đại thủy tổ? Không có khả năng, thánh chuyên ghi chép thần thông của lão nhân ra sao có thể xuất hiện ở đây được vật vô giá này cho dù đem ra bán đấu giá cũng phải là đấu giá ở hội đấu giá của một vài thánh thành lớn nhất kia mới đúng. Vừa nghe Việt Liên Thiên nói xong, oanh một chút, cả phòng đấu giá trở nên sục sôi. Có một vài ma tộc kinh hỉ, nhưng cũng có một vài kẻ lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Yên lặng một chút, hội đấu giá đã tìm người giám định từ trước, có thể cam đoan người thành với các vị đạo hữu đây thật sự là di sản của khấp linh đại nhân. Nếu có chút giả dối, hội đấu giá xin bồi thường gấp 10 lần giá được đưa ra đấu giá. Về điều này xin các vị đạo hữu cứ yên tâm, về phần vì sao nó xuất hiện ở cuộc đấu giá này, thật ra trong đó có một vài lý do khác. Sắc mặt của lão già ma nhân trầm xuống, thanh âm thoáng chốc vang vọng trong khắp điện phủ, đè ép những tiếng động ồn ào khác xuống. Chương 2031, Thánh chuyên và huyết nha thành chủ. Nga, quả nhiên trong đó có ẩn tình khác, Thỉnh Việt huynh giúp chúng ta biết một chút lai lịch. Một gã ma tộc cả người hắc khí lượn lờ sau khi nghe thấy, lộ ra một tia giật mình nói. Tên ma tộc này cũng là một tồn tại luyện hư hậu kỳ, tựa hồ thân phận địa vị so với Việt Liên Thiên có vẻ cao hơn một ít, những tên ma tộc khác cùng tham gia đấu giá khi nghe lời ấy lập tức im bặt. Cả phòng đấu giá chợt lặng xuống không thấy ai lên tiếng nữa. Nếu là Tân Giác huynh hỏi, Việt Mỗ tự nhiên sẽ giải thích cặn kẽ, tuyệt không có gì giấu giếm. Thánh chuyên sở dĩ xuất hiện ở bản thành, lý do chính là chủ nhân vật này không mong vật ấy gây nên tiếng tăm quá lớn, không khỏi gây chuyện bất lợi tới bản thành. Lý do thứ hai nữa là khối thánh chuyên này kỳ thật có một chút không trọn vẹn, bên trong ghi lại hai bộ công pháp nhưng khuyết thiếu khẩu quyết mấu chốt, hơn nữa cũng không phải là công pháp chủ tu của khớp linh đại nhân. Nếu không, thánh vật giá trị bậc này như thế nào đến lượt lão phu chủ trì đấu giá? Lão giả chắp hai tay phía sau hướng tên ma tộc gọi là tân giác phong thả nói. Thì ra là thế, khấp linh đại nhân năm đó thân phận tôn quý ra sao, cho dù trong thánh chuyên công pháp không được đầy đủ nhưng thần thông tham mộ trong đó cũng được một phần đủ để hơn xa tồn tại cùng giai luận giá trị đích xác có khi còn hơn cả ám huyết ngũ sắc linh lúc đầu tên tân giác kia suy đoán tựa hồ trong lòng đã giải trừ nghi hoặc lúc đầu những tên ma tộc khác sau khi nghe hai người đối thoại không có vẻ gì thất vọng ngược lại càng háo hức nhìn khối tinh chuyên kia tuy rằng hai công pháp này không được đầy đủ có vẻ như giá trị đại giảm tới 7 tám phần càng cho thấy điều tên tân giác nói không phải là giả nhưng không biết việt lão có hay không nói ra danh xưng của hai bộ công pháp đó để người khác được biết. Nếu như thế mà nói, ta mới biết được nó có tác dụng gì với ta không." Một giọng nói bất chợt vang lên trong tòa đại sảnh nhưng căn bản không phát hiện vị trí của người nói, hiển nhiên có kẻ nào đó thi triển bí thuật để không lộ diện. Thật đáng tiếc, điểm này lão phu không thể đáp ứng, bởi vì chủ nhân của thánh chuyên này khi đem ra đấu giá cũng có kèm theo điều kiện là không thể nói lộ ra tên của hai bộ công pháp này. Được rồi, những điều có thể nói lão phu đều đã nói rồi, chúng ta bắt đầu đấu giá vật này. Lão giả lắc đầu, bộ dáng hết sức quyết đoán nhanh chóng tuyên bố. 40 vạn, thánh chuyên này, bổn tòa nhất định phải lấy. Một thanh âm nghe như tiếng lôi minh từ một góc của tòa đấu giá do một gã cự nhân mặt mũi hung tợn, thân cao tới ba trượng phát ra. 40 vạn đã lấy được thánh vật như thế, Thạch Huynh không cảm thấy là quá si tâm vọng tưởng hay sao? Ta bỏ ra 50 vạn. Một gã thư sinh dâu quai nón trên đầu có một sừng cười lạnh một tiếng nói. 60 vạn, tân giác sắc mặt trầm xuống, không chút do dự cũng ra giá. 65 vạn ma thạch, 68 vạn ma thạch, các phía khác của tòa đấu giá cũng không chịu kém thế, dồn dập ra giá. Chỉ trong một thoáng chốc, một vài tên cao dai ma tộc ở gần trung tâm cũng lần lượt ra tay. Hàn Lập hiển nhiên đối với công pháp của tồn tại đại thừa cũng cảm thấy hứng thú, Đáng tiếc là nó lại là công pháp của một thánh tổ ma tộc hơn nữa lại không được chọn vẹn đầy đủ nếu không nó đúng là có không ít giá trị. 80 vạn ma thạch, một âm thanh lạnh như băng trầm chậm, chậm thốt ra, ngay lúc đó trong tòa đấu giá bất chợt bao phủ bởi một luồng khí tức lạnh lẽo. Những kẻ có tu vi thấp kém trước khí tức mạnh mẽ này cả người cứng ngắc, giống như chìm vào nơi có băng tuyết ngập trời, ngay cả cấp bậc luyện hư cũng cảm thấy lạnh mình. Là ma tôn đại nhân, một gã luyện hư tâm tư chuyển động, nhanh chóng phán đoán ra, thất thanh kêu bột miệng. Những tên ma tộc khác trong lòng cảm thấy kinh hãi, ánh mắt cùng hướng tới nơi có khí tức lạnh lẽo kia xuất hiện. Chỉ thấy ở lối vào điện phủ, không biết từ lúc nào xuất hiện một lão giả mắt bạc khoác chiếc áo bào màu xám, mặt không biểu lộ, quanh người tỏa ra huyết khí. Thành chủ đại nhân, bình tiền bối, ngay khi thấy rõ ràng khuôn mặt ngân nhãn lão giả, cả phòng đấu giá lúc này cùng lên đứng lên nhận ra thân phận của lão re không khỏi trở nên trợn mắt há hốc mồm. Thành chủ đại nhân, người như thế nào đến vậy? việt liên thiên đồng dạng dị thường khiếp sợ vội vàng từ xa thi lễ hỏi như thế nào lần đấu giá hội này bổn tỏa không thể tham gia sao ngân nhãn lão giả lại lãnh đạm hỏi lại một câu không dám thành chủ đại nhân nguyện ý tham gia đấu giá khiến cho thuộc hạ cảm thấy vinh hạnh và may mắn chỉ là không biết trước khiến cho thuộc hạ cảm thấy bất ngờ việt liên thiên trong lòng dùng mình vội vàng giải thích nếu như vậy hiện tại bổn tỏa đã ra giá cao nhất có phải khối thánh chuyên kia sẽ thuộc tọa sở hữu của bổn Huyết Nha thành chủ từ chối cho ý kiến nói, cái này đương nhiên, nếu không có ai ra giá cao hơn thành chủ đại nhân thì thánh chuyên đương nhiên do đại nhân sở hữu. Không biết có đạo hữu nào khác còn có nguyện ý ra giá. Việt Liên Thiên liên tục gật đầu, trong tay cầm tinh chuyên lớn tiếng hỏi. Trong tòa điện phủ lặng ngắt như tờ khiến cho thanh âm của hắn vang vọng mãi không thôi. Đối với tình huống đặc biệt này, một bộ phận cao dai ma tộc mắt vẫn nhìn dán chặt vào tinh chuyên, thần tình tức giận nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào dám nói ra một tiếng không chỉ nói bình thiên nhận thân kẻ đứng đầu nơi đây hơn nữa còn có tu vi ma tôn trung giai, tu vi đó đủ để kinh sợ chúng ma nơi đây. Cũng khó trách bọn chúng sao dám liều lĩnh cùng tranh đoạt. Lão giả thấy tình hình này, hít sâu một hơi, muốn tuyên bố chủ nhân của tinh chuyên trong tay, nhưng vào lúc này, bất chợt một thanh âm xa lạ vang lên. Chín người vạn ma thạch, cái gì, thực sự có người dám cùng thành chủ đại nhân tranh đoạt. Là ai lớn gan như vậy, chẳng lẽ không biết sống chết như thế nào sao? Một âm thanh khác vang lên khiến cho chúng ma một trận xôn xao. Không ít người giật mình không ngừng nhìn xung quanh, muốn tìm ra kẻ to gan lớn mật kia. Nhưng thanh âm vừa ra ra kia mơ hồ, trống rỗng giữa phòng đấu giá, lại căn bản không thể tìm ra vị trí chuẩn xác. Huyết Nha Thành Thành chủ nghe mà đến lời này, hai mắt nhíu lại, miệng nói ngay ra một giá. 95 vạn, 99 vạn, vẫn là thanh âm vừa nãy, không chút do dự ra giá. Huyết nha thành thành chủ nghe vậy trên người hàn khí huyết sắc quay cuồng một trận, sắc mặt rốt cục âm trầm xuống. Thấy biểu tình ngân nhãn lão giả như thế, cả phòng đấu giá ma tộc không khỏi trong lòng run sợ đứng lên, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một chút. Nếu đạo hữu nhất quyết phải lấy vật này, lão phu sẽ không đoạt vật yêu thích của ngươi. Vượt qua mọi suy đoán của chúng ma, huyết nha thành thành chủ trầm ngâm một chút, bỗng nhiên buông bỏ, lập tức quay người lại, đi ra phía sau cửa, bộ dáng nhất quý không chút do dự còn có người nào ra giá không? Không ai, hảo, tinh chuyên này liền về vị đạo hữu vừa ra giá. Việt liên thiên tuy rằng đồng dạng cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không có quên chức trách của mình, hô to ba tiếng thấy không có ai khác ra giá cao hơn, rốt cuộc tuyên bố tinh chuyên đã được đấu giá. Một vài tên ma tộc thần tình chấp động nhưng cuối cùng cũng không ra giá cạnh tranh, dù sao ai biết tại sao huyết nha thành chủ từ bỏ vật này, biết đâu lại có ý định cướp lại sau đó, không dại gì mà mang đại họa đến đầu. Bất quá với việc như vậy, chúng ma ở đây cũng không khỏi trợn mắt đánh giá khắp nơi muốn nhìn xem kẻ lớn mật đó là ai mà dám cùng tranh đoạt với một gã ma tôn. Quả nhiên ở trong góc điện phủ, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên đứng lên, cũng hướng chỗ bãi đá nghênh ngang đi tới. Hàn lập trong mắt tinh quang chợt lóe, nhất thời đem tất cả bộ dáng tên ma tộc kia đều nhìn thấy rõ ràng. Đúng là một gã trung niên luyện hư sơ kỳ dung mạo bình thường, khoác trường bào màu lam nhạt, không có chút gì đặc biệt. Hàn lập thấy vậy, khẽ cau mày, di, đây không phải dương lão nhị sao hắn niên rồi làm sao dám cùng thành chủ đại nhân tranh đoạt thánh vật những người khác vừa nhìn thấy vị trung niên ma tộc này hiện thân giật mình kêu lên thất thanh thanh quả nhiên hơn phân nửa người ở đây nhận ra tên này xin hỏi đạo hiếu vị dương lão nhị là ai hắn tu vi tựa hồ cũng không tính là cao vì sao nhiều người như vậy lại không tìm ra hắn hàn lập gặp tình hình này bỗng nhiên hướng một gã tráng niên ma tộc ngay cạnh hỏi Tên ma tộc mặt người ngồi cạnh trên người có một lớp vải mỏng màu xanh, vừa rồi cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. A, à, xem ra các hạ nhất định là từ nơi khác đến. Vị này Dương lão nhị ở bản thành là một luyện khí sư có chút danh khí, không ít người cần tìm đến hắn để sửa chữa hay luyện chế ma khí cấp thấp, bất quá hắn đã ở bản thành này hơn trăm năm, hết sức nhún nhường, không hiểu sao hôm nay lại cùng với thành chủ tranh đoạt thánh vật. Hay là vật này liên quan đến công pháp tu luyện của hắn? Điều này cũng không đúng nếu không cũng không khiến hắn suốt một giá trên trời như thế để lấy về. Gã ma tộc quay lại nhìn thấy Hàn Lập có tu vi luyện hư hậu kỳ không khỏi khách khí dị thường đứng lên, nhưng sau khi nói xong, trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu giải đáp, Hàn Lập nghe xong, trong mắt dị quang chợt lóe, gật gật đầu cảm ơn một tiếng, ánh mắt nhìn thấy tinh chuyên đã giao cho kẻ gọi là Dương Lão Nhị kia. Lúc này gã ma tộc kia sắc mặt đờ đẫn dị thường, xuất ra một cái túi chữ vật giao cho Việt Liên Thiên kiểm tra một phen, sau đó nhận lấy tinh chuyên, ngay lập tức hắc quang chợt lóe thu lại. Hiển nhiên, những kẻ khác khi nhìn thấy kẻ đoạt được tinh chuyên là Dương Lão Nhị không hỏi cảm thấy bất ngờ, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nhưng làm cho mọi người càng cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa là vị Dương Lão Nhị kia sau khi đoạt được tinh chuyên, lại không có lập tức rời đi, mà bình tĩnh quay lại chỗ ngồi cũ, tựa hồ còn muốn tiếp tục tham gia đấu giá các vật phẩm sau nữa. Hành động quỷ dị khiến cho những kẻ nhạy cảm không khỏi mơ hồ cảm thấy có gì đó không hợp lý, tuy nhiên khi hội đấu giá vẫn đang diễn ra, cảm giác này nhanh chóng bị vứt bỏ ra khỏi đầu. Suốt cục, cuối cùng Việt Liên Thiên cũng đưa ra vật phẩm áp chục của hội đấu giá lấn này. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, gọi một ma tộc nữ tử cách đó vài bước đi đến. Cổ tay của cô nàng run lên, một hình tròn xanh biết bắn ra, quay tròn trên không rồi từ từ hạ xuống, cùng lúc một mảnh bạch quang cuồn cuộn phun ra. Trên bãi đã nhất thời hiện ra một kiện đồ vật dài và rộng đến trục trượng. Chương 2032, chân linh di cốt. Vật ấy hình thể xanh tươi lập loè màu bích lục, giống như là một cây cự thú di cốt không biết tên. Mặc dù chỉ là một cây tàn cốt, nhưng trong nháy mắt lấy ra, lập tức một cổ hoang dã khí thức cuồn cuộn một cuốn mà ra, Việt Liên Thiên ở gần nhất mặc dù sớm có phòng bị, nên chỉ vội vàng để phòng lui ra phía sau mấy bước. Về phần những người khác trong phòng đấu giá, tại phía dưới sự dồn ép của cổ hơi thở, đều thấp giọng phát ra tiếng kinh hô người có chút không chịu nổi phải phóng xuất hộ thể ma quang, trên mặt tràn đầy biểu tình giật mình. Chẳng qua là một cây thú cốt, sao lại sẽ có khí thức kinh khủng như vậy? Cái này chẳng lẽ là một trong vài loại man hoang của thú hải cốt nghe đồn? Việt huynh, người mau nói rõ cho ta một chút chứ. Chúng ma tộc lần thứ hai oanh động đứng lên, nhìn phía căn cự cốt trong suốt ánh mắt đều hoảng sợ nói ra. Hắc hắc, các vị đạo hữu không cần lo lắng, nếu là vật bán đấu giá, lão phu đương nhiên sẽ giới thiệu rõ ràng lai lịch của nó. Chẳng qua rõ ràng không ít đạo hữu đã cảm thấy hứng thú lớn rồi, nói như vậy, Việt mỗ cũng không thừa nước đục thả câu nữa, liền trực tiếp cho biết rồi. Cái này cũng không phải là cái gì man hoang cửa thú hải cốt, mà là một cây thượng cổ chân linh di cốt. Sau khi Việt liên thiên ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói ra. Thượng chân linh di cốt, chẳng phải là vật báu vô gia à, không có khả năng, bực này chỉ bảo sợ rằng các thánh tổ cũng sẽ tranh nhau giành lấy, sao gặp phải ở chỗ này. Lúc này đây nổi lên tiếng ồn áo náo động, Rõ ràng vẫn là thánh chuyên lúc trước. Nghe xong Việt Liên Thiên giới thiệu, trong 10 người ma tộc đã có 9 là vẻ mặt không tin biểu tình. Về phần Hàn Lập, vừa nghe đến tên Chân Linh Di Cốt, khuôn mặt dưới áo choàng cũng hơi biến đổi, ánh mắt giật giật một chút, nhìn thẳng căn cự cốt xanh biết kia. Lúc này, hắn từ trong hoang dã khí tức kia mơ hồ cảm ứng được một tia hương vị ngọt ngào có chút quen thuộc khí tức, dường như hòa một ít dược hương khí có chút tương tự. Chẳng qua loại dược hương này nhạt vô cùng, nếu không phải hắn hàng ngày tiếp xúc các loại linh dược, chỉ sợ cũng không nhận ra. Cũng trong lúc này, trong thần thức Hàn Lập đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng hô thấp kinh hỉ. "Chủ nhân, thứ này hình như đối với ta có tác dụng lớn, nếu như có thể, mong chủ nhân phải lấy được tới tay." Thanh âm truyền đến mềm mại trong trẻo này, chính là thanh âm của Cửu Khúc Linh Sâm biến ảo thành Khúc Nhi, tiếng nói có chút run run. Hàn Lập trong lòng ngẩn ra, không có lập tức đáp trả lại, chỉ là phóng xuất một sợi thần niệm hướng trong căn cửa cốt kia đảo qua. Kết quả trong miệng không nhịn được khẽ đi một tiếng. Mà lúc này, Việt Liên Thiên rồi lại trầm giọng mở miệng. Chư vị đạo hữu không cần hoài nghi cái gì, cửa cốt này cũng không phải là vật bản giới, mà từ khe nứt không gian nơi nào đó trong lúc vô ý chảy vào bản giới. Chuyện quan trọng trước tiên là lão phu làm sáng tỏ vấn đề này, mặc dù nó quả thực là chân linh di cốt, nhưng thời gian tồn tại đã rất lâu, xem xét kinh mạch bên trong đã không có chân nguyên linh tùy tồn tại, cho nên không những không có cách nào nhận ra loại chân linh sở lưu, liền ngay cả hơi thở linh khí trước kia cũng vạn lần không đủ một căn bản không có cách nào cùng so sánh với một số chân linh di cốt đã từng xuất hiện ở bản giới. Nhưng cho dù như thế, cái cốt này cũng cứng rắn vô cùng, nếu như luyện chế thành bảo vật, uy lực vẫn không dưới linh bảo bình thường. Về phần nguyên nhân nó xuất hiện ở bản thành, thì cùng vật chủ của thánh chuyên trước kia có quan hệ, cũng là không muốn trêu chọc phiền phức, nên chỉ muốn mau chóng bán ra. Trước khi bán đấu giá, Lão Phu có thể cho thời gian một nén nhang để chư vị đạo hữu ở đây có dịp kiểm tra cái thượng của linh cốt này một số đạo hữu thật cảm thấy hứng thú thậm chí có thể lên đài tỉ mỉ kiểm tra một ít vừa dứt lời lão già ma nhân tay áo run lên một cái lư hương màu xanh nhất phi mà ra vững vàng rơi vào một góc trên bãi đá mà ở bên trong lư hương bỗng nhiên có một cây hương nến dài nửa thước vừa đốt cắm vào tỏa ra khói xanh nhàn nhạt, nhạt tiếp theo bàn tay việt liên thiên khẽ lật lại bày ra một cái phủ sách màu bạc hướng phía trên linh cốt một phát mà đi tức khắc cổ khí tức kinh người kia thoáng cái hơi bị thu liếm không còn cái loại cảm giác đáng sợ hầu như làm cho hít thở không thông. Phần lớn ma tộc nghe xong lời nói của ông già ma nhân, nhìn một chút linh cốt bị phong ấn, nghi hoặc trên mặt giảm đi không ít. Nếu cái linh cốt này không phải là thượng chân linh di cốt chân chính, thì chỉ tương đương với một kiện tài liệu luyện khí hiếm thấy mà thôi, xuất hiện tại huyết nha thành cũng không tính là chuyện tình thái quá. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn còn không hề ít cao dai ma tộc đối với cái cửa cốt này có hứng thú lớn, không những nhao nhao phóng suốt đem thần niệm thả ra dò xét, mà còn có bốn năm tên năm tên ma nhân che giấu thân phận tiến lên đài, tỉ mỉ kiểm tra một phen. Nhưng chúng mà bất kể là đem thần niệm dò xét bên cạnh, hay là lên đài động thủ nghiệm chứng, sau khi kiểm tra đều có chút hoàn toàn thất vọng. Thật lớn linh quả thực giống như Việt Liên Thiên nói, ngoại trừ bên trong còn lưu lại một chút khí tức, thì không tìm được bất luận cái gì quá hữu dụng nữa. Giá trị chính đích thực của chân linh di cốt chủ yếu nằm ở chân nguyên chi lực cùng linh tủy lưu lại ở bên trong. Chỉ cần có thể tìm được nửa điểm tiêu hao, giá trị lập tức liền có thể cuồng tăng trên nghìn lần nếu như hai cái đều không có mức độ giá trị hạ xuống không cần nói cũng biết hàn lập tại trên chỗ ngồi yên lặng trong chốc lát chờ sau khi không còn ma nhân khác đến trên bãi đá rốt cuộc bỗng nhiên đứng dậy đi ra phía trước cũng giơ lên một ngón tay nhẹ nhàng đặt tại phía trên linh cốt việt liên thiên ánh mắt hơi chút quan sát hai mắt hàn lập mỉm cười một cái rồi vẫn không ngăn cản hàn lập đứng trước cái thật lớn linh cốt một lúc lâu dường như có chút suy nghĩ sau khi thoáng trầm ngâm, liền gật đầu thu ngón tay lại, xoay người đi trở về. Sau đó, không có bất kỳ kẻ nào lên đài kiểm tra nữa. Cuối cùng khi nén nhang trong lư hương kia cháy hết, Việt Liên Thiên phất tay áo một cái, lư hương tức khắc chợt lóe liền vô tung vô ảnh, đồng thời nghiêm nghị tuyên bố. Tốt, đã đến giờ rồi. Hiện tại bán đấu giá bắt đầu, thượng cổ chân linh di cốt một cây, giá quy định 5.000 vạn. Tình hình thánh chuyên cùng lúc trước tương phản, lúc này đây sau khi tuyên bố bắt đầu bán đấu giá, toàn bộ phòng đấu giá lại vắng vẻ dị thường, rốt cuộc trong lúc nhất thời không có người ra giá. Việt Liên Thiên thấy tình hình này, lại thản nhiên không thèm để ý, dường như đối với việc này có vẻ không lo lắng chút nào. 5.000 vạn ma thạch, sau một lúc lâu, một gã ma nhân sau khi thoáng trần chờ, rốt cuộc kêu lên. 5.200 vạn, 5.600 vạn, sau khi có lần thứ nhất ra giá, rốt cuộc cũng có người theo cạnh tranh giá cả rồi, nhưng số người đấu giá lại chỉ có 6-7 người mà thôi, đồng thời giá cả tăng lên cũng cẩn thận dị thường, kém sôi động hơn việc đấu giá kiện thánh chuyên lúc trước rất nhiều. Cái này cũng khó trách, dù sao cái cửa đại linh cốt này mặc dù lai lịch kinh người, nhưng cũng chỉ là tài liệu luyện khí, công dụng đương nhiên chịu giới hạn thật lớn, nên số người nguyện ý ra giá cao để mua lấy không nhiều lắm. Mặc dù vậy, giá cả cái căn linh cốt này cũng liên tiếp chậm rãi tăng lên, tình hình là có 3-4 tên đang không chịu buông tha, rốt cuộc cũng tăng lên cái giá kinh người 7.000 vạn. Mà tộc ra giá cao này, rõ ràng là một người ăn mặc dường như là một phụ nhân ma tộc nữ tử. Giá đắt như vậy vừa ra, hai ba gã trước đó cạnh tranh sát sao, tức khắc thanh âm nghẽn lại mà dừng, dường như có chút bất đắc dĩ dự định buông tha rồi. Mà à ma tộc Mỹ phụ kia thấy tình hình này, trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia đắc ý. Bảy nghìn vạn lần nghìn vạn lần thứ hai, nếu không có người ra giá nữa. Cái này căn thượng cổ chân linh di cốt liền thuộc sở hữu của vị đạo hữu này. Ha ha, bỏ lỡ bậc này cơ duyên, chư vị đạo hữu còn muốn có được một cây chân linh chi cốt như thế, đúng là việc muôn vàn khó khăn rồi." Việt Liên Thiên dường như đối với giá cả không hề vừa ý, cười hắc hắc nói ra. "Nếu như ma thạch bị thiếu, nơi này có thể hay không dùng vật phẩm khác hoán đổi." Đột nhiên thanh âm nhàn nhạt của người nam tử vang lên, người hỏi bỗng nhiên chính là Hàn Lập. "Đương nhiên có thể, dù ma khí tài liệu hay là linh đan công pháp, chỉ cần là vật giá trị xa xỉ, bản phòng đấu giá đều có thể trực tiếp đổi thành ma thạch, tuyệt đối không ức giá hiếp trẻ." Đảm bảo giá cả hoán đổi bằng 2 phần 3 thị trường, đồng thời cho dù không có mua được vật mong muốn, cũng sẽ không cần trả lại. Việt Liên Thiên nghe vậy tinh thần rung lên, lộ ra vẻ tươi cười trả lời. Tốt lắm, tại hạ trong tay thiếu ma thạch, cần đổi một số, trước tiên hãy tạm dừng một thoáng việc bán đấu giá vật ấy chứ." Hàn Lập trầm giọng nói ra. "Tốt, đạo hữu đến phía sau điện liền có thể gặp người phụ trách hoán đổi." Lúc này Việt Liên Thiên gật đầu phất tay một cái để ma tộc thị nữ bên cạnh kia lập tức tiến lên dẫn đường cho Hàn Lập. Hàn Lập chẳng nói câu nào bước theo thị nữ, chỉ chốc lát công phu đã đi vào trong một phiến cửa điện. Sau một chén trà nhỏ công phu, sau khi Hàn Lập một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, cũng há miệng, liền bất động thanh sắc hô lên 8.000 vạn. Giá cả kinh người như vậy, làm toàn bộ chúng ma trong phòng đâu giá tự nhiên nổi lên một hồi thì thầm to nhỏ, không ít người trên dưới quan sát thân ảnh Hàn Lập, âm thầm phỏng đoán thân phận chân chính của hắn. 8.200 vạn, quý tộc Mỹ Phụ Ngọc Dung sau khi biến đổi, lại vẫn hô lên giá càng cao, giống như đối với cái căn linh cốt cũng rất muốn có. 9.000 vạn, Hàn Lập mặt không đổi sắc lại một lần nữa nói ra. Lúc này đây, nét mặt ma tộc Mỹ Phụ rốt cuộc hiện ra vẻ do dự, sau khi nhìn phương hướng chỗ Hàn Lập, mới cắn răng một cái nói ra một con số 9.100 vạn, cũng đột nhiên hướng Hàn Lập nói ra. Thiếp thân là người của Hải Gia Khô Tịch Hành, cái linh cốt này đối với Hải Gia rất có công dụng, nếu như đạo hữu nhường lại, sau này hải gia chắc chắn hậu tạ. Hải gia khô tịch thành, có phải là hải gia có khô tịch thánh tổ tỏa chấn không? Bọn họ sao lại chạy thật xa tới huyết nha thành? Hải gia hình như là một trong những luyện khí thế gia lớn nhất của thánh giới, thảo nào sẽ nhìn chúng cái căn linh cốt này? Tu vi của nữ nhân này không kém, không phải là hậu nhân dòng chính của khô tịch thánh tổ chứ? Rõ ràng thân phận của ma tộc Mỹ phụ này không phải chuyện đùa, nghe lời nói của lúc trước của nữ nhân này, không ít ma nhân giật mình, lộ ra vẻ kính nể. Một trăm triệu ma thạch, Hàn Lập làm như không nghe thấy, lại lạnh lùng hô lên một cái giá làm trong lòng chúng ma trong phòng đấu giá nhảy dựng lên. Dù nữ nhân này cùng ma tộc Thánh Tổ có chút quan hệ, nhưng nếu không ở tại phụ cận huyết nha thành, hắn chẳng cần để ý. Mỹ phụ họ hải thấy tình hình này, tức khắc trên mặt hiện lên một tầng ngoan lệ sát khí, liền nói ba lần chữ tốt, sau đó cũng không ra giá tranh chấp nữa. Tốt, cái căn thượng cổ linh cốt này liền thuộc sở hữu của vị đạo hữu này việt liên thiên mừng rỡ vội vàng tuyên bố hàn lập nghe xong lập tức đứng dậy lần thứ hai đi tới trước đài đem linh giao phó cũng đem linh cốt thu vào vòng tay chữ vật đấu giá hội cũng kết thúc lúc đó hàn lập đứng trên một con đường từ từ trong đầu lại vang lên thanh âm hưng phấn dị thường của khúc nhi có lẽ chủ nhân cũng phát hiện bí ẩn của cái căn thượng cổ linh cốt này rồi nếu có vật ấy Cụ chi tiên linh khu kia của chủ nhân về sau có được đại thừa thần thông cũng có hy vọng thật lớn. chương 2033, Thông Huyền Dược Linh Những người này thật đúng là có mắt như mù, rốt cuộc đem Dược Linh chi cốt trở thành linh cốt bình thường. Chủ của vật bán đấu giá ấy nếu như biết việc này, không biết có hối hận mà thổ huyết chết không? Hàn lập khóe miệng hơi vỉnh, trong đầu cười khẽ nói ra, dường như rất là vui sướng. Cái Dược Linh chi cốt này nếu như dùng trong việc luyện đan, hầu như có thể thay thế hơn 10 loại thuốc tiên trong lời đồn, chẳng qua người bình thường sao có thể nhận ra vật ấy cũng chỉ có chủ nhân mới có thần thông lớn như vậy khúc nhi nịnh nọt nói ta là thông qua một bộ thượng cổ điển tịch dị tộc ghi chép đồng thời tiến lên tự mình kiểm tra qua mới có thể miễn cưỡng nhận nhưng thật ra nha đầu ngươi làm sao trước đó đã biết chỗ huyền diệu của nó lẽ nào ngay từ đầu đã biết cái này linh cốt là thông linh dược linh sở lưu linh cốt hàn lập dường như thờ ơ hỏi một câu hồi bẩm chủ nhân Năm đó Chi Tiên Đại Nhân trước khi ly khai chuyển thế, đã từng truyền thụ qua cho nô tỳ một số thông tin có liên quan tới thông huyền dược linh truyền thừa ký ức. Nếu như Chi Tiên Linh khu kia luyện hóa dung nhập cái này căn linh cốt, không những có thể dịch kinh tẩy tủy làm pháp lực tăng mạnh, thậm chí có thể đạt được một số thần thông cùng bổn nguyên của chủ nhân trước kia dược cổ, có hy vọng để nó đột phá lực cản bình cảnh trước kia tiến dai lên đại thừa kỳ. Khúc Nhi cực kỳ hưng phấn trả lời, Chi Tiên Linh khu của Hàn Lập trải qua nhiều năm ký phụ tu luyện, hầu như đã cùng bản thể nàng hợp hai làm một rồi, vì vậy thần thông linh khu có thể tăng mà nói đương nhiên nàng cũng được lợi không nhỏ. Linh khu là thân thể chi tiên thể, bình cảnh trước hợp thể rất ít tồn tại, sau khi tiến giai hợp thể gặp phải vài lần cũng rất dễ dàng đột phá. Vốn ta còn lo lắng khi nó tiến giai hậu kỳ đỉnh phong thì rất khó tiến giai nữa rồi. Hiện tại có cái này căn dược linh chi cốt, có lẽ không thành vấn đề nữa rồi. Có đôi khi, trái lại ta rất ước ao được như các người có linh thân biến hóa linh vật. Các ngươi tiến dài thì chỉ gặp vài lực cản, nhiều đó không bằng một phần mười sinh linh bình thường, chỉ cần tu vi đạt đủ liền có thể dễ dàng đột phá giới hạn bình cảnh. Hàn lập bỗng nhiên thở dài một hơi thở dài một hơi nói ra. Thế nhưng chủ nhân, dược linh chúng ta tích góp từng tí một pháp lực rất tốn thời gian, thường thường cũng là gấp trên hàng trăm lần sinh linh bình thường. Nếu như tại bình cảnh mà cũng gặp trắc trở như vậy, các giới sao có thể có thông huyền dược linh xuất hiện, lại càng không có cái này căn dược linh chi cốt để lại. Khúc Nhi cười hì hì trả lời, đạo lý này ta đương nhiên hiểu, chỉ là nhất thời có chút cảm khái mà thôi, dù sao ta có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy, nếu không phải có chút cơ duyên, căn bản là chuyện si tâm vọng tưởng. Được rồi, cái này căn dược linh chi cổ mặc dù niên đại đã lâu nhưng ấn ký bên trong hẳn là lưu lại không ít, trước tiên ngươi nhận rõ cho ta một cái loại thông huyền dược linh sở này ra sao, sau đó đem luyên hóa đi. Hắc hắc, Trừ phi đều là dược linh thân thể nếu không những người khác cũng vô pháp kế thừa cái ấn ký trong linh cốt này. Hàn Lập thản nhiên trả lời, "Chủ nhân yên tâm, chỉ cần cho ta vài ngày thời gian, liền có thể hiểu rõ cái này yêu linh chi cốt nguyên chủ nhân là một loại giảo linh nào đó tiến giai thông huyền." "Chẳng qua chủ nhân, cho dù linh khu tiến giai đại thừa cảnh giới nhưng cảnh giới của tiểu tỷ quá thấp, ký phụ trên nó nhiều lắm chỉ có thể phát huy năm thành thần thông mà thôi." "Mà dược linh sau khi tiến giai đại thừa không có cách nào cùng đại thừa tồn tại thông thường so sánh." nhưng mà tại ẩn nấp cùng độn thuật có thể sẽ nhận được một số đại thần thông ít người ngờ tới. Khúc Nhi sau khi do dự một chút, nhắc nhở nói ra. Nga có bực này sự tình, không sao, có một vị có thể phát huy năm thành thần thông đại thừa giúp đỡ, dù yếu đi một chút, cũng đủ bảo vệ ta tung hoành linh giới rồi. Hàn Lập mỉm cười, lờ đễnh hỏi ngược lại, như thế, chẳng qua cho dù có thủ đoạn nghịch thiên trực tiếp để thăng pháp lực linh khu, e rằng vẫn cần phải đợi hơn trăm năm mới có thể làm cho pháp lực của nó đạt được trạng thái hậu kỳ đỉnh phong chủ nhân còn phải kiên trì chờ một đoạn thời gian trong thời gian này khúc nhi cần điều khiển toàn bộ pháp lực linh khu luyện hóa cái này căn yêu linh chi cốt sợ rằng không có cách nào trợ giúp chủ nhân đối địch khúc nhi vừa cười vừa nói có thể được một cái giúp đỡ như vậy chút ấy thời gian ta còn được trong lúc tại ma giới ta còn có chiêu sát thủ khác trong người hẳn là tự bảo vệ mình không có vấn đề gì ngươi cũng không cần phải lo lắng cái gì lập tức mà bắt đầu luyện hóa linh cốt đi hàn lập nghe vậy khẽ nhíu mày lập tức thản nhiên trả lời. Sau đó trong tay áo thanh quang chợt lóe, một cây linh cốt xanh biếc dài vài thốn không tiếng động hiện lên trong lòng bàn tay, nhoáng lên lần nữa, lại quỷ dị biến mất. Vâng, chủ nhân, Khúc Nhi nhất định nhanh chóng đem dược cốt luyện hóa luyện hóa. Khúc Nhi vui mừng một tiếng, sau đó không còn âm thanh gì truyền ra nữa. Hàn lập mỉm cười, không truyền âm nữa, sau khi đem áo choàng gỡ xuống, tiếp tục từ từ đi tới phía trước. Hắn hiện tại cũng không có dự định quay về nơi ở, trước tiên đi tới một nhà tài liệu điếm phụ cận. Trước đó hai ngày, hắn ở đây kiểm tra tài liệu mặc dù không có gì thu hoạch, nhưng ông chủ cửa hàng lại nói qua hai ngày sẽ từ nơi khác đem đến một lượng lớn tài liệu, trong đó có mấy khối thể tích không nhỏ dị ma kim. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hàn Lập lúc đó liền nhớ kỹ việc này, hôm nay thời gian vừa đến, hắn đương nhiên muốn đi nhìn xem. Coi thử có thể hay không từ trong dị ma kim này lần nữa tìm được một viên ẩn chứa năng lượng thần bí tinh châu dù sao một viên tinh như thế liền có thể tiết kiệm trăm năm khổ tu dù chỉ một viên cũng giúp hàn lập tại trên tu luyện tiết kiệm rất nhiều thời gian như vậy thật sự là việc tốt hàn lập đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha quyết tìm được vài khoản nữa chẳng qua lúc hàn lập đi qua đầu phố trước mặt đột nhiên nhiều ra hai gã thân hình cao lớn ma tộc nam tử lạnh lùng chặn lối đi hàn lập ánh mắt đảo qua liền nhìn ra hai gã ma tộc có tu vi luyện hư trung kỳ đồng thời trên người một người cuồn cuộn khí cực nóng một người thì ẩn giấu khí tức băng hàn rõ ràng từng người có tu luyện ma công đặc thù trong người. Hắn cách chỗ hai người ba bốn trượng xa, cước bộ bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời mặt không chút thay đổi nói ra, nhị vị có chuyện gì không? Nếu như không, hay là tránh ra nhanh lên, hàn mỗ có chuyện quan trọng trong người, đạo hữu đừng nóng vội, tìm ngươi không phải hai chúng ta mà là phu nhân nhà của ta. Phu nhân nhà ta muốn mời đạo hữu đến gian nhà bên cạnh ngồi một chút. Một người miệng rộng mũi cao trong hai gã ma tộc nam tử hướng một ngón tay chỉ bên cạnh lạnh lùng nói ra. Hàn lập đuôi lông mày nhướng một cái, theo ngón tay hắn nhìn lướt qua. Chỉ thấy ở bên cạnh trong gian nhà cùng loại như tử quán, một gã mặc quần dài màu đen ma tộc phụ nhân đang ngồi ngay ngắn tại một cái bàn bên cạnh ngóng nhìn hắn. Thấy Hàn lập cũng trông lại, nữ nhân này thản nhiên cười, cũng có vài phần đẹp đẽ. Cùng lúc đó, trong tai Hàn lập lại vang lên truyền âm của nữ nhân này, đạo hữu cần gì đi vội vội vàng vàng như vậy, hãy trở lại uống một chén nhỏ. Thiếp thân có chút việc nhỏ muốn cùng đạo hữu nói chuyện là vì căn linh cốt mà đến. Hàn lập ánh mắt chợt lóe, bình thản trả lời một câu. Khanh khách, đạo hữu thực sự là thông minh hơn người. Thiếp quả thực là vì thế mà đến. Chỉ cần đạo hữu đồng ý đem linh cốt chuyển nhượng, thiếp thân nguyện ý dùng kỳ bảo trao đổi vật ấy, tuyệt đối không để cho đạo hữu tổn thất. Ma tộc Mỹ Phụ khẽ cười rộ lên, không có hứng thú, linh cốt ta sẽ không chuyển nhược. Hàn lập không chút do dự nói ra, cước bộ vốn dừng lại khẽ động bước đi về phía trước, từ giữa hai gã ma tộc nam tử từ trước mặt một phát đi qua. Sau khi ma tộc Mỹ phụ nghe một câu không chút lưu tình như vậy, khuôn mặt giữ dần xuống, không nhịn được có chút thẹn quá thành giận rồi, môi dưới khẽ động, âm thầm hướng người phân phó một tiếng. Hai gã ma tộc nam tử kia nghe được tiếng truyền âm, thần sắc hơi chần chờ một lúc, nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau, đầu vai bỗng nhiên nhoáng lên, liền đồng thời hướng chỗ chính giữ gạt một cái, nhìn động tác như trì hoãn chậm chạp hai cổ hơi thở một nóng một lạnh lại trước một bước thẳng đến hàn lập một cuốn mà đến. Hai cổ hơi thở tại chỗ trước người hàn lập nhẹ nhàng dung hòa làm một, rốt cuộc oanh một tiếng bỗng bạo tăng gấp bội, sẽ đem hàn lập mạnh mẽ bước lui. Nếu như là luyện hư tu sĩ bình thường đối mặt cái cảnh này cũng chỉ có bất đắc dĩ lui trở về chỗ cũ, nhưng trên mặt hàn lập không buồn không vui, không có mảy may ý tứ né tránh, chỉ là trên người chợt lóe kim quang nhàn nhạt, nhạt, hai cổ hơi thở liền thoáng cái đụng vào trên hộ thể linh quang. Oanh một tiếng, giống như sấm sét nổ vang bạo phát ra, tức thì một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ tại trên người Hàn Lập chợt lóe. Hai cổ hơi thở nóng lạnh rốt cuộc trong nháy mắt tuôn ra, hai gã ma tộc cả kinh, cũng bất chấp Hàn Lập loạn lung tung tách hai tay ra, liền đem khí tức của mình phát ra chống lại cổ khí tức kia đang hạ xuống. Thế nhưng sau một khắc, hai người hét thảm một tiếng, thân hình trong nháy mắt như say rượu hướng về sau lắc lư thối lui, mỗi từng bước thối lui, hai người đều cuồng phun một ngụm tinh huyết ra ngoài. Sau khi phun ra 7-8 ngụm tinh huyết, hai người mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, đồng thời trên người một người một mảnh cháy đen kịt, trên người một người trắng xóa một mảnh, cuối cùng bao trùm một tầng xương lạnh. Lúc này trên mặt hai gã nam tử tất cả đều là vẻ mặt khó có thể tin. Mà ma tộc phụ nhân kia càng hoảng sợ thoáng cái đứng dậy, kinh ngạc nhìn bóng lưng hàn lập, nào còn dám nửa phần đuổi theo. Mà sắc mặt hàn lập lại cực kỳ ung dung từ không gian giữa hai người chợt lóe mà qua, cũng cũng không quay đầu lại phiêu nhiên rời đi. Làm ra động tính lớn như vậy, mà tộc phụ cận đi ngang qua cùng trong cửa hàng đương nhiên không có khả năng không phát hiện, nhưng phần lớn chỉ là xa xa nhìn thấp giọng nghị luận với nhau, thấy chuyện lặp đi lặp lại này cũng không có cũng không có quá để ý việc này. Dù sao huyết nhà thành ở đây long xà hỗn tạp, chỉ cần không phải tại chỗ tế ra bảo vật quá lớn xuất thủ, chứ xung đột nhỏ giống như vậy là việc thường có, chưa một ngày đêm cũng có ngoài trăm lần phát sinh. Phu nhân, chúng ta bất lực không thể lưu người này. Sau khi hai gã ma tộc nam tử mạnh mẽ ngăn chặn nội thương trong cơ thể, lập tức xấu hổ hướng ma tộc phụ nhân cúi đầu phục mệnh nói lực liên thủ hai người các ngươi hầu như không thua thực lực luyện hư hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới vậy mà đối mặt một cái đã bị đối phương dồn ép thành diện mạo như vậy lẽ nào người nọ là một gã ma tôn giả trang ma tộc phụ nhân sau khi hít sâu một hơi vẻ mặt hoảng sợ cuối cùng cũng hơi chút thu liễm nói ra hơn phân nửa là như vậy rồi phu nhân còn nhớ rõ hai ngày trước chúng ta tình cờ gặp nam gia tam huynh đệ không Lực liên thủ ba người bọn họ thậm chí có thể cùng sơ dai ma tôn đánh một trận, sau cải trang giả dạng lẻn vào cái thành này. Hiện tại tình hình huyết nha thành rất quỷ dị, dường như nhiều ra một số tên tu vi thâm bất khả chắc, lẽ nào nơi đây sẽ có đại sự gì phát sinh. Một gã ma tộc nam tử, lòng còn sợ hãi lầm bẩm nói. chương 2034, bán dạ ma ảnh. Huyết nha thành mặc dù không lớn, nhưng là nơi duy nhất tiếp tế tại phủ cận, cho dù có ma tôn ở tạm hay đi ngang qua nơi đây cũng không có gì ngạc nhiên. Hơn nữa cho dù có người mưu đồ cái gì, chẳng lẽ còn liều chết dám hướng Hải gia đắc tội, đối với chúng ta sẽ không xuất thủ. Nhưng thật ra lần này trong lúc vô tình phát hiện linh chi cốt chân chính, sự tình trọng đại, đúng là một trong những tài liệu mà Hải gia chúng ta cần để luyện chế trí bảo kia. Nếu chúng ta có thể mang về, chỗ tốt to lớn có thể nghĩ. Bất kể khó khăn bao nhiêu, phải nghĩ cách lấy được vật này. Ma tộc phụ nhân sau khi cân nhắc trong chốc lát, sắc mặt âm trầm nói: nhưng là phu nhân, người nào có thể là một gã ma tôn, cái linh cốt như thế nào mới có thể lấy được. Một gã ma tộc nam tử khác khó khăn nói, nếu thật là một gã ma tôn, đúng là rất phiền toái. Người này nếu dám không bán mặt mũi cho Hải gia chúng ta như thế, 89 phần 10 là cái loại người độc lai độc vãng, mới có thể không chút kiêng kỵ như vậy. Bất quá hắn ở chỗ này không để ý chúng ta nhưng cũng không có nghĩa là đối với những người khác không có kiêng kỵ. Ma tộc phụ nhân cười lạnh một tiếng nói, "A, à, ý phu nhân là hai gã ma tộc nam tử nghe vậy sửng sốt liếc mắt hổ nhìn nhau các ngươi đi hỏi thăm một chút nơi ở của nam gia tam huynh đệ ta hiện tại liền bái phỏng vị huyết nha thành chủ kia nam gia tựa hồ còn thiếu hải gia chúng ta một cái nhân tình không nhỏ mà ta nhớ không lầm bình thiên nhận hình như là xuất thân từ thiên mang cốc cũng sẽ không dễ dàng cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta bọn họ nếu chịu đáp ứng hỗ trợ chúng ta nhận được linh cốt còn có hy vọng ma tộc phụ nhân thấu tình đạt lý nói phương pháp này rất hay nếu là nam gia tam huynh đệ cùng bình thiên nhận liên thủ tạo áp lực mà nói, nghĩ đến người nọ cũng sẽ không bởi vì một cây linh cốt như gân gà mà tiếp tục kiên trì. Dù sao chúng ta cũng không có ý lấy không cái căn linh cốt. Trong đó một gã ma tộc nam tử nghe vậy mừng rỡ nói nói. Một người khác cũng gật đầu lia lịa đồng ý, hai người các người cũng cảm thấy không có vấn đề, vậy thì lập tức hành động. Phụ cận đang có nạn thú chiều, nghĩ đến người này trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào rời khỏi huyết nha thành, cũng không cần lo lắng hắn sẽ lập tức mang theo linh cốt rời đi. Ma tộc phụ nhân thần sắc cũng hòa hoãn xuống, chính thức phân phó nói. Vâng, phu nhân, hai gã ma tộc nam tử cúi người đáp ứng một tiếng. Cùng lúc đó, Hàn Lập Thân đã ở trong một cửa hàng lớn chiếm diện tích gần một mẫu, từ trong tay một gã ma tộc trưởng quỹ nhận lấy mấy khối kim trúc khoáng thạch sáng bóng, chấp động nhàn nhạt, đang cẩn thận kiểm tra cái gì đó. Nhưng sau đó không lâu, hắn liền lộ ra vẻ mặt thất vọng, lắc đầu đem toàn bộ khoáng thạch trả lại cho trưởng quỹ đang nhìn hắn với ánh mắt trông mong, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Những dị ma kim này không khác dự liệu ban đầu, quả nhiên bên trong rỗng tuếch. Xem ra muốn tìm được đồng dạng tinh châu, thật đúng là vấn đề cơ duyên. Hàn lập không đạt thành mục đích, tất cả cửa hàng cả tòa huyết nha thành đại khái cũng dạo qua một lần, cũng không có ý tiếp tục dừng lại trên đường, mà trực tiếp trở về chỗ ở. Lúc trước việc bị ma tộc phụ nhân ngăn cản, tựa hồ căn bản không có đặt ở trong lòng thời gian nửa ngày thoáng trôi qua sau khi sắc trời bắt đầu trở nên mờ mịt cả huyết nha thành dần dần bị một đoàn bóng tối bao phủ lúc này trừ một số ma tộc vệ sĩ qua lại tuần tra trong thành các nơi cũng bắt đầu trở nên an tĩnh lại trên đường phố bóng dáng một người cũng không có huyết nha thành lần nữa tiến vào trạng thái giới nghiêm qua vài canh giờ nữa hàn lập đang khoanh chân mà ngồi trong phòng đột nhiên thần sắc vừa động trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc tiếp theo một tay bấm niệm pháp quyết bên ngoài thân chợt lóe thanh quang nhưng một lúc sau lại vô ảnh vô tung biến mất trong phòng. Sau một lát công phu, Hàn Lập đang ở trên bầu trời mấy trăm trược, khẽ dao động cùng nhau, một đoàn lục quang gần như không cách nào thấy rõ ràng chợt lóe mà hiện, cũng lập tức quỷ dị phi độn mà đi, sau mấy chớp động đã đến nơi chân trời, thế nhưng căn bản không bị cấm không cấm chế trong thành hạn chế. Nhưng trong sau mấy hô hấp công phu thời gian, một đạo hôi quang khác lánh đi một hướng khác hướng về phía trước phá không tới. Từ phía trên chỗ Hàn Lập gần như chợt lóe lên mà qua, tựa hồ độn tốc so với đoàn lục quang kia còn nhanh hơn một phần. Hai đạo độn quang cũng đều vô thanh vô tức, hơn nữa kỳ đạm vô cùng, ở dưới bóng đêm nếu không phải tại phụ cận xem xét, xa xa thật đúng là không cách nào phát hiện, hiển nhiên hai người cũng đều thi triển ẩn nặc bí thuật nào đó. Hai người truy đuổi nhanh như điện chớp, trong nháy mắt liền biến mất tại cuối chân trời. Lúc này hư không dao động một cái, đạo nhân ảnh thứ ba mới mơ hồ hiện ra, cũng lạnh lùng nhìn về phương hướng hai đạo độn quang biến mất. Chính là Hàn Lập đã sớm phát hiện tung tích hai người. Lấy Hàn Lập thần niệm cường đại, cho dù không cố ý đem thần niệm thả ra, tất cả bên trong phương viên mấy dặm cũng căn bản không cách nào thoát khỏi cảm ứng của hắn. Chủ nhân hai đạo độn quang lúc trước ngay cả có thể tránh khỏi tai mắt ma tộc tuần tra, nhưng sao có thể giấu giếm được hắn. Lấy thần thông hắn hôm nay, trừ phi là thánh tổ đích thân tới, hiển nhiên sẽ không sợ hãi nguy hiểm gì nữa. Mà hai người lúc trước không bị cấm không cấm chế thành này hạn chế, cũng dưới loại tình huống này, nửa đêm lúc không người lén lén lút lút truy đuổi, hiển nhiên là có chuyện tình gì không thể cho ai biết. Cái này thật khiến cho hắn mấy phần hứng thú, nhàn rỗi cũng không làm gì, liền đi qua xem sao. Hàn Lập tại chỗ cũng trầm ngâm một chút, liền lẩm bẩm nói nhỏ mấy tiếng, thân hình vừa mới động, cũng hóa thành một đạo thanh quang nhàn nhạt kích bắn đuổi theo. Thần niệm của hắn đã sớm tập trung ở hai người phía trước mặc dù có thể thuấn di chốc lát liền đuổi kịp hai người lại cố ý thả chậm tốc độ không nhanh không chậm xa xa đuổi ở phía sau hắn cũng tính toán xem một chút huyết nha thành lớn như vậy hai người này có thể chạy đến nơi nào mà lấy thần thông hàn lập hai người này tự nhiên cũng không cách nào phát giác phía sau còn có tồn tại người thứ ba chỉ là trong lòng buồn bực cuồng chạy trốn không dứt một trước một sau không bao lâu đã đến gần chỗ thành tường nhưng lúc này phía trước có một ít đội ma tộc vệ sĩ Vừa lúc tuần tra đến chỗ này đối diện đi đến. Đội mỹ tộc này, mỗi một người đều một thân màu đen chiến giáp, cầm trong tay hồng sắc trường thương dài vài trượng, bên dưới người cầm đầu là một loại ma thú sơn dương hai sừng. Đoàn Lục Quang phía trước gặp tình hình này, Đoạn Quang có chút dừng lại, nhưng cũng không gấp gáp tránh đi, mà là một quẹo vào, liền muốn dựa vào ẩn nặc thuật cao minh, từ phụ cận trực tiếp vượt qua. Một người khác phía sau phi đuổi theo mà đến, tựa hồ sợ mất dấu người phía trước, Đoạn Quang hơi nhoáng lên một cái theo đuôi quỹ đạo phía trước không tha tí nào, đồng dạng không có ý tứ né tránh. Hai đạo độn quang dưới bí thuật toàn lực che giấu, huyễn hóa thành hình dạng trong suốt, mắt thường căn bản không cách nào phân biệt. Nếu là đổi lại một ma tộc vệ sĩ khác, hơn phân nửa không thể nào đoán được tung tích bọn họ, để cho hai người kia ngông nghênh từ phụ cận vượt qua rồi. Nhưng lục quang đang ở phía trước nhoáng lên một cái từ phụ cận hiện lên tại thời điểm đội tuần tra đi tới, cái tên ma tộc cầm đầu kia trên người trong lúc bất chợt truyền đến một tiếng kêu bén nhọn, tiếp theo một cây ngân ti kích bắn ra, lại đánh trúng chính xác lục sắc quang đoàn ẩn hình. Trên người cầm đầu vệ sĩ này thậm chí có một kiện đỉnh dai ma khí có thể tự hành cảm ứng. Quang đoàn vốn là ẩn nặc nhất thời một ngã hiện ra nguyên hình, những ma tộc vệ sĩ kia gặp tình hình này cũng đều cả kinh, nhưng lập tức kịp phản ứng hướng trường thương trong tay huy động, mười mấy thanh đao dài hơn một trượng phát ra khí nhọn hình lưỡi dao cuồng phách mà đến. Tên vệ sĩ cầm đầu kia lại càng không chút do so dự hướng trời cao, dương một tay lên mà trường, một đạo hắc mang kích bắn ra. Một tiếng thét dài thê lương phá không phát ra, truyền thẳng ra ngoài, lên tận chín tầng mây. Không tốt, trong đoàn lục quang kia truyền ra một tiếng quát khẽ kinh sợ, một đạo nhân ảnh bên trong bỗng nhiên mơ hồ nhoáng lên một cái. Bên dưới, nhận mang cuồng hiện, lục sắc quang đoàn trong nháy mắt bị chém ra mười mấy mảnh, nhưng bên trong rỗng tuếch, đâu còn có chút bóng người tồn tại. Cầm đầu ma vệ kia tựa hồ đúng là không phải bình thường, lập tức kịp phản ứng điều khiển ma thú xoay người chỉ thấy ở cách đội người bọn họ ngoài 30 trượng trong hư không, dao động một cái, một đạo lục quang từ trong hư không xuyên thủng ra, chấp động một cái hướng tường thành cách đó không xa kích bắn tới. Cản hắn lại, ma vệ cầm đầu trong cơn giận dữ hét lớn một tiếng, đồng thời một tay đột nhiên vỗ cái đầu ma thú phía dưới. Phốc phốc, hai tiếng, hai cái đầu ma thú lay động xuống, đồng thời phun ra hai đạo lam sắc hồ quang, chấp động một cái đã đến sau lưng lục sắc nhân ảnh nơi xa, cũng hung hăng bổ xuống. Thanh hồng nhân ảnh nghe tiếng, chẳng qua là trở tay một chảo, một đoàn vết nứt lục hà quang một quyển mà ra. Hai đạo lam hình cung nổ vang một tiếng không có vào bên trong hà quang, lại không cái gì dị hưởng phát ra, nhưng không có chút nào hiệu quả. Mà lục sắc nhân ảnh bên ngoài sau khi sáng lên, liền lập tức hóa thành một đạo thanh hồng chợt lóe không thấy bóng dáng. Những ma tộc vệ sĩ khác đang hướng lên bao vây thấy vậy, trong lòng cả kinh không khỏi dừng chân không liều mạng đuổi nữa. Cầm đầu ma vệ dưới sự kinh sợ, lại muốn thúc giục ma thú trên người đuổi theo. Nhưng vào lúc này, trên người lại kêu lên một tiếng bén nhọn phát ra, một cây ngân ti khác chợt lóe hướng một bên bắn ra. Nhưng lúc này, một tiếng hử lạnh âm trầm từ trong hư không chuyển đến, một mảnh huyết sắc chợt lóe hiện lên. Ngân ti một kích ở trên huyết sắc, lại phát ra một tiếng thanh thúy vang lên bắn ngược mà quay về, mà. Mạt huyết sắc rồi lại đột nhiên một nhập vào hư không không thấy bóng dáng. Không thể nào, thần thông này hình như, cầm đầu ma vệ thất thanh một chút nói ra khỏi miệng, nhưng lập tức sắc mặt trắng nhợt nhớ ra cái gì đó, lời nói nhất thời đột nhiên ngừng lại. Nhưng cùng một thời gian, ma thú phía dưới vốn đang nhảy nhảy lên cũng thành thật đứng nguyên tại chỗ bất động. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta có nên đuổi theo hay không? Chỉ bằng vào đám thủ vệ này sợ rằng ngăn không được hai người không tuân theo cấm lệnh này. Một ma tộc vệ sĩ khác mắt thấy đây hết thảy, tự nhiên không hiểu ra sao, sau khi trần chờ một chút, cẩn thận hỏi một câu. Quên đi, hai người này thần thông quảng đại, không phải chúng ta có thể chiêu chọc tùy ý bọn họ đi đi sắc mặt cầm đầu ma vệ sau khi biến ảo mấy lần cũng là miễn cưỡng cười một tiếng nói những ma vệ khác nghe vậy trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên vị thống lĩnh này của bọn họ là người tâm cao khí ngạo bực nào lại sẽ đối với hai cái nhân ảnh cũng không thấy rõ người làm ra đánh giá bực này thật đúng là bọn họ lần đầu gặp phải đang ở thời điểm một vài ma tộc vệ sĩ trong lòng kinh nghi hai người phía trước đã sớm tới chỗ tường thành ở bên trong một trận tiếng động ồn ào trước sau chợt lóe chui ra khỏi huyết nha thành. Chút ít cấm chế bố trí ở trên đầu thành lại giống như không tồn tại, đối với hai người lại không chút nào ngăn trở. Hàn lập trong lòng kinh ngạc một trận, chỉ ẩn nặc thân hình sau tên cầm đầu ma tộc vệ sĩ kia theo bên cạnh chợt lóe lên mà qua. Cái đỉnh dai ma khí kia vốn là cực kỳ linh nghiệm với ngân ti nhưng đối với hàn lập gần trong gang tắc lại không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn sau mấy cái phiêu động, cũng bay tới chỗ tường thành, thân thể hơi chợt lóe, liền vô thanh vô tức từ trong cấm chế một độn mà qua. chương 2035, Khớp Linh Bí Tàng Từ đầu đến cuối, chút hít mà tộc vệ sĩ phụ cận đều không thể phát hiện Hàn Lập chút nào. Mà Hàn Lập lúc này, đối với thân phận hai người phía trước lại càng thêm hiếu kỳ, hắn dựa vào thần thông cường đại của chính mình có thể coi thường cấm chế chỗ tường thành. Mà thực lực hai người phía trước rõ ràng kém xa hắn, mà có thể mảy may không kinh động cấm chế lướt qua. Hiển nhiên hai người hoặc là có mang bảo vật phá cấm có chút đặc thù, hoặc là có khả năng bản thân nắm trong tay những thứ cấm chế xuất nhập, có được thứ này hẳn là nhân vật có chút địa vị trong huyết nha thành. Hàn lập tâm niệm chuyển động, người giống như phụ cốt chi thư tập trung ở hai đạo độn quang phía trước, một mực thoát ra khỏi hơn vạn dặm đã ngoài, đi tới trên không một phiến loạn thạch đen tuyền. Bỗng nhiên đoàn lục quang phía trước nhất chợt hạ xuống, lại chợt lóe ở chỗ đống loạn thạch không thấy bóng dáng. Độn quang màu xám cho theo sát phía sau có chút dừng lại, không chút trần chờ cũng hạ xuống theo. Trên một tảng đá lớn phía dưới, độn quang thu vào, hiện ra một áo bảo cho ngân mục lão giả, trên mặt mang vẻ âm lệ nhìn quanh mọi nơi. Gì, đây không phải là vị huyết nha thành chủ kia sao? Hàn lập không tiếng động xuất hiện ở trên bầu trời đống loạn thạch, hướng hai mắt nhìn xuống đánh giá, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Huyết nha thành chủ tự nhiên không có phát hiện hàn lập ẩn nặc trên không trung. Ánh mắt đảo qua mọi nơi, lúc này hừ lạnh một tiếng, tay đan với nhau xoay tròn, bỗng nhiên nhiều ra một cái rủ màu đen, sau đó miệng niệm pháp quyết hướng không trung ném đi. Phổi phù một tiếng, tiểu dù màu đen thoáng cái biến thành lớn hơn một trượng, chợt lóe huyền phù giữa không trung thả ra vạn đạo hắc quang, đem vài mẫu đất tất cả đều bao phủ ở dưới của nó. Cách bên ngoài lão giả mấy chục trượng, sau một ít khối đá nhỏ khác, nhất thanh muộn hưởng truyền đến. Một đạo màu lam nhạt nhân ảnh giống như bị mạnh mẽ đánh ra, loạn choạng ngã hiện ra, là một gã diện mục bình thường áo lam trung niên nhân, nhưng trên mặt không chút biểu tình, giống như đối với việc bại lộ hành tích đã sớm có dữ liệu. Hàn Lập thấy rõ mặt mũi trung niên nam tử, ánh mắt nhẹ nhàng chấp động. Nam tử này hẳn là tên ma tộc lúc trước ở trong phòng đấu giá chụp đi khối thánh chuyên kia Dương Lão Nhị. Mà ở nam tử vừa mới bị buộc hiện hình trong nháy mắt, huyết nhà thành chủ trong miệng lại quát khẽ một tiếng, một bàn tay bỗng nhiên hướng hư không vung lên. Một đạo hơn 10 trượng trượng huyết quang chợt lóe rồi biến mất, che ở Dương Lão Nhị phía trước cùng cự thạch, lại một tiếng nổ vang chém thành hai nửa thân ảnh trung niên nam tử lại mơ hồ một cái, trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, làm cho huyết quang chợt lóe bổ tới không chúng. Trên mặt đất lúc này hiện ra một đạo khe rãnh khổng lồ dài 10 trượng, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Hắc hắc, vì một khối vật ngoại thân, Bình đạo hữu thật đúng là tính toán lấy tánh mạng Dương Mỗ. Cách khe rãnh một khoảng hướng về phía trước, Dương lão nhị hai tay ôm cánh tay nhoáng lên một cái hiện ra, khóe miệng mang theo một tia châm chọc nói, lại đối với huyết nha thành chủ một vị hợp thể ma tôn như vậy, bộ giảng không một chút sợ hãi quả nhiên là cố ý đem ta dẫn tới ngoài thành người có trợ thủ gì hãy gọi ra hết đi huyết nha thành chủ trong mắt âm lạnh ánh sáng chấp động chậm rãi hướng trung niên nam tử nói trợ thủ bình đạo hữu tại sao lại ra lời ấy nơi đây ngoại trừ dương mỗ không hề có người thứ ba dương lão nhị ha ha cười một tiếng trả lời chỉ là một gã luyện hư nếu không mà không có chỗ dựa sao người dám ở trước mặt bổn thành chủ chấn định như thế Huyết nha thành chủ trong mắt ngân quang một trận lưu chuyển, âm trầm nói. Bình huynh không tin, dương mỗ cũng không có biện pháp rồi. Nhưng ta lần này đem đạo hữu đưa tới lại không hề có toan tính ác độc gì, chỉ muốn cùng đạo hữu bản mối giao dịch cùng có lợi mà thôi. Dương lão nhị mở chừng hai mắt, không thèm để ý chút nào trả lời. Nói giao dịch dĩ nhiên có thể, chẳng qua cũng phải xem ngươi có tư cách cùng bổn tọa trò chuyện với nhau không. Giết ngươi, liền có thể lấy được thứ ta muốn, ngươi còn cái gì để giao dịch, Huyết nha thành chủ nghe vậy cười như điên, đột nhiên một bước dài ra, thân hình bỗng nhiên ở trong một mảnh huyết quang biến mất. Sau một khắc, phía sau trung niên nam tử dao động một cái, huyết nha thành chủ lại quỷ mị hiện thân ra, thân thể dưới một chướng, một cái huyết sắc đại thủ liền bí mật mang theo một cổ tinh phong lao thẳng tới đỉnh đầu dương lão nhị vỗ xuống. Vị huyết nha thành chủ này căn bản không nghe lời nói tiếp theo của đối phương, trực tiếp thi triển đại thần thông, tính toán một trường liền đánh gục trung niên nam tử. Dương lão nhị khóe mắt bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhưng cũng không quay đầu lại đồng dạng trở tay, một trường đánh ra. Tiếng quỷ khiếu nổi lên, đồng dạng một cái đen nhánh đại thủ hiển hiện ra. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai đạo nhân ảnh, trần một đạo sớm vọt vào bên trong cơn lốc, đồng thời bắn về phía sau rút lui. Hợp thể trung kỳ, người không phải là Dương lão nhị. Trong tiếng nổ vang truyền ra âm thanh kinh sợ của huyết nha thành chủ, khi hào quang trói mắt thu lại hiện ra khuôn mặt hơi trắng bệch. Giờ phút này, trung niên nam tử đối diện thân hình ổn định như trước, trên người tản mát ra linh áp điên cuồng, rõ ràng cũng có hợp thể trung kỳ bộ dạng. Ta có phải dương lão nhị hay không rất trọng yếu sao, hơn nữa ai nói ta không phải là dương lão nhị. Bên kia, trên khuôn mặt dương lão nhị lại lộ ra một tia quỷ dị. Ngươi như thế nhọc lòng đối phó ta, ngươi là lôi hải thất sát hay là thiên phòng sơn. Huyết nha thành chủ nhìn chầm chập khuôn mặt dương lão nhị chốc lát, lạnh giọng hỏi một câu. Bình đạo hữu thật đúng là phản ứng hơn người, chính là tại hạ xuất thân lôi hải, nhưng cũng không phải là người trong thất sát, chỉ là một tán tu mà thôi. Đạo hữu năm đó thừa dịp thất sát cùng thiên phòng sơn cướp sạch nơi khắp linh thánh tổ tỏa hóa, cũng lặng lẽ trộm đi ba khối trong bốn khối thánh chuyên, làm cho lôi hải thất sát cùng thiên phòng sơn sống mái với nhau một hồi, mình thì đi tới địa phương xa như thế này là một nhất thành chi chủ. Chật chật, không biết nếu để cho người của lôi hải thất sát cùng thiên phòng sơn biết chuyện này, thánh giới to lớn liệu có còn đất cho đạo hữu dung thân sao? Dương lão nhị cười nhẹ lên, hừ, người đối với chuyện năm đó của ta cũng hiểu rõ ràng. Một khối thánh chuyên ở buổi đấu giá xem ra cũng là đồ giả do người cố ý chuẩn bị. Huyết nha thành chủ khóe miệng co giật nhanh chóng nói, vật này trải qua hội đấu giá tại chỗ giám định, sao có thể là đồ giả. Ta chẳng qua là đem khẩu quyết bên trong hủy đi một số chỗ mà thôi. Đạo hữu đổi theo ta đến chỗ này không phải là vì khối thánh chuyên thứ bốn sao. Dương lão nhị tay áo run lên, một bàn tay giơ ra, bỗng nhiên hiện ra một hộp gỗ xanh biếc cũng thâm ý sâu sắc nói huyết nha thành chủ nhìn chằm chằm hộp gỗ kia sắc mặt âm tình bất định một trận một hồi lâu sau mới hỏi một câu bất kể ngươi là lai lịch ra sao khối thánh chuyên thứ tư này thật sự ta buộc phải có ngươi nói một chút như thế nào mới giao chịu giao dịch bình đạo hiếu thật là người sảng khoái như thế tại hạ cũng không quanh co lòng vòng nữa ta và ngươi cũng rất rõ ràng bốn khối thánh chuyên này chính là quan hệ đến khắp linh bí đổ trong truyền thuyết kia Truyền thuyết khắp linh thánh tổ bốn khối thánh chuyên nếu có thể hợp lại làm một, chẳng những có thể lấy được tất cả thần thông của lão nhân gia, hơn nữa còn nhận được bí đồ bảo tàng năm đó lão nhân gia tự tay vẽ. Bên trong không nói các loại bảo vật chân quý, riêng một ít chiếc có thể đứng vào hàng ba cái đứng đầu phi hành trí bảo mặc linh thánh thuyền, sẽ không biết làm bao nhiêu người thèm nhỏ dãi rồi. Nếu lấy được nó, e rằng ngay cả đám loại thánh tổ cũng không cách nào dễ dàng diệt sát bọn ta rồi. Ta muốn cùng đạo hữu nghĩ cách thu thập phần bí đồ còn lại, sau đó liên thủ chia đều bảo tàng này dương lão nhị mặt lộ ra một nụ cười nói ta có ba khối thánh chuyên trong tay ngươi chỉ có một khối cũng muốn chia đều phần bảo tàng chẳng phải là trò đùa sao huyết nha thành chủ đối với lần này trả lời tựa hồ sớm có dự liệu nhưng âm lãnh nói dương mẫu thật cho rằng một khối cùng ba khối thánh chuyên căn bản không có gì khác nhau nếu nói đạo hữu chỉ bằng vào ba khối thánh chuyên trong tay liền thu thập được bí đồ cũng sẽ không ở huyết nha thành này thật cẩn thận đợi nhiều năm như vậy tại hạ yêu cầu chia đều bảo tàng cũng không tính quá đáng dương lão nhị lại định liệu trước nói chuyện này trọng đại cần suy nghĩ một chút mới có thể quyết định hơn nữa trước đó ta cần kiểm tra một chút thánh chuyên trong tay ngươi nữa huyết nha thành chủ sau khi cân nhắc trong chốc lát mới thận trọng nói đạo hữu muốn kiểm tra như thế nào không lẽ tính toán làm cho dương mỗ đem thánh chuyên trực tiếp hai tay dâng lên sao dương lão nhị nghe vậy ngẩn ra có chút cảnh giác nói đây cũng không phải đạo hữu chỉ cần đem thánh chuyên lấy ra dùng linh lực hơi thêm kích thích ta liền có thể sử dụng bí thuật trực tiếp kiểm nghiệm thật giả trong đó huyết nha thành chủ bất động thanh sắc nói nếu là chỉ vẻn vẹn như vậy thì cũng có thể vì thù tín đạo hữu ta liền phá lệ đáp ứng một lần trung niên nam tử tựa hồ do dự một lúc lâu mới miễn cưỡng gật đầu đạo hữu sảng khoái như thế quả nhiên là thật lòng muốn cùng bình mỗ hợp tác ngân mục lão giả nghe vậy tự nhiên vui mừng quá đỗi hắn lúc trước nói điều kiện này vốn còn tưởng phải tốn một phen miệng lưỡi nữa, thật không nghĩ đến đối phương liền một lời đáp ứng. Đạo hữu, ngươi nhìn cho kỹ, dương lão nhị một tay vỗ một cái trong hộp gỗ, nhất thời linh quang chợt lóe, nắp một đập mở ra, một khối trường chuyên trong suốt lóng lánh từ đó từ từ bay ra, cũng huyền phù một chút ở trước ngực trung niên nam tử. Mà dương lão nhị một ngón tay hướng tinh chuyên nhẹ nhẹ điểm, nhất thời một cổ pháp lực tinh thuần rót vào trong đó. Huyết nha thành chủ gặp tình hình này, không dám chậm trễ, hai tay vừa bấm pháp quyết, hai mắt ngân quang tỏa ra, không chấp mắt một chút gắt gao nhìn thẳng tinh chuyên hình chữ nhật nơi xa. Cùng lúc đó, một cổ cường đại thần niệm chi lực từ hai đầu lông mày lão giả tản ra, trong nháy mắt phủ xuống đến chỗ tinh chuyên, đem bao vây vào trong đó, hướng vào bên trong tìm tòi. Nhưng vào lúc này, ở trung tâm tinh chuyên đột nhiên một điểm ngân quang lóe sáng lên, một tiếng giòn nứt truyền ra, tinh chuyên từ một hóa thành điểm điểm bạch quang bạo liệt mà ra. Ngân sắc quang điểm co lại nhưng thoáng cái hóa thành một đoàn vầng sáng màu bạc xoay chuyển thật nhanh tức khắc đem thần niệm chi lực phụ cận tất cả đều hướng ở trung tâm lôi kéo mà vào. Không tốt, huyết nha thành chủ quát to một tiếng, bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một tầng huyết sắc quang hà bảo vệ, thân thể đồng thời hướng về sau khẽ ngưỡng đi. Tiếng xé gió vừa vang lên, nơi đỉnh đầu lão giả linh quang chợt lóe, một đạo dài hơn một trượng kim quang phát ra tiếng tiêm minh từ hư không bắn ra, đồng thời hướng chỗ cổ huyết nha thành chủ khẽ quấn đi, độn tốc nhanh như tia chớp. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là, cùng một thời gian, Phía sau Dương Lão Nhị lại dao động một cái, một cái quỷ thủ tái nhợt không tiếng động hiện lên, liền xuất hiện ở sau lưng nam tử, năm ngón tay như đao hung hăng một chảo xuống. Hai người này thế nhưng đồng thời gặp một kích chí mạng đánh lén.